Ông Mạc ơi, sao nghe cái vụ này lạ mấy cha? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy đường kính tam giới là 10 tỷ km. Chỗ nào dạy mấy ông? Dạ thưa, làm ơn làm phước hiểu cái cõi tam giới là cõi nào giùm cái nha. Mà hỏi cực lạc nó có nằm ở trong tam giới thì hỏi vậy thì người ta cười mình chết anh chị ơi. Ta cười chết luôn á. Đức Phật là bậc đại thánh cao vời như vậy đó mà còn bị người ta bóp méo, người ta nói giả tu nữa đó, chịu đời nổi không? Người ta nói Đức Phật đi khất thực là giả đó đó, người ta cho Đức Phật ngồi gốc bồ đề cũng là giả đó. Rồi cái y áo Đức Phật mặc đó mà được vợ mua giải mai cho mặc, người ta nói vậy đó đó, chịu đời nổi không? Cái từ mà thánh hiền tôi nghe, mà cái từ thánh dữ ở đâu mà ra? Sao anh chị dùng từ nó lạ không vậy? Cái từ này đó giờ trong từ điển tôi chưa hề thấy cái từ thánh dữ. Ở đây nếu mà ai mà coi nghe qua cái clip này của tôi đó, đó giờ có học hỏi từ ngữ kinh điển có biết cái từ thánh dữ không? Nếu biết thì giải thích giùm tôi. Đã là thánh rồi mà tại sao gọi là thánh dữ được? Mặc dù quý vị đặt ra rất nhiều vấn đề, nhưng cái vấn đề quý vị tôi nghĩ rằng nó cũng là kiến kia miệng chậu bò quanh. Suốt đời chưa khỏi cái dành chậu bung. Cũng cứ lẩn quẩn như vậy thì chẳng lẽ chúng tôi lại có thời gian chơi cái trò rồng rắn lên mây với quý vị hay sao? Thì mình đâu phải con nít. Kính thưa chị, thì hôm nay Ngọc Tâm trở lại với nhà đồng đạo hồ. Thì vừa qua thì Ngọc Tâm mới hay tin thì nhà đồng đạo hồ đi công chuyện mới về, cho nên tranh thủ qua lên đây để gặp đồng đạo để trả lời tiếp theo những câu hỏi của những vị nhân dân làm chủ. Giờ này Ngọc Tâm mời quý vị vào trong hết quý vị. Không biết có nhà không nữa. Đồng đạo hồ ơi. Xin chào. Mới tới hả anh Ngọc Tâm? Tới Ngồi đọc ngồi sách chơi. hả? Dạ, đang đọc sách. Còn tâm trí rồi đọc sách rồi đó ha. Mới nghe nó mới đi công chuyện về phải không? Dạ, mới đi về hồi khuya. Đang đọc sách gì đây? Cái này là cái cuốn của nhà văn Sơn Nam. Cuốn này rất là hay ha. Cái cuốn này thì anh nói anh thấy nào, nói về miền Nam, cá Rồi. tính miền Nam, thuần phong mỹ tục Việt Nam. Rồi. Có nghĩa là trong cái cuốn sách này dạy mình nói về cái cách ăn ở của người miền Nam Việt Nam của mình á, từ trước cho tới nay họ theo lề lối luân lý đạo đức, và cách ăn cách ở cách nói chuyện của người miền Nam mình nó dễ thương sao, nó chân thành sao, mà của người miền Nam mình á nó À. toát lên hết cái cuốn trong cuốn cuốn sách này. Thành ra đó tôi thì tôi cũng nhờ cuốn sách này rất nhiều, và đặc biệt trong đây nó có một cái chương, Vậy hả? trong đây nó có một chương tôi để cho anh coi nè, trong đây nó có một cái chương sách nè, nhận xét về ca dao Hậu Giang. Thì trong cái phần nhận xét về ca dao Hậu Giang này thì có một đoạn được trích trong cái giảng 11 hồi của ông sư Giải Bán Khoai, Có luôn. có giảng núi Tà Lơn của ông Cử Đa nè. Thí dụ như tính thôi thì đã một buổi tròn xuống thiền ra bến hỏi còn canh hai, trong giảng Tà Lơn nè 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 trên này nè, không nè, hai giỏ phân nói thiệt thà, kinh kệ áo già để lại chốn đây, e khi đi có gặp tay nó coi thấy đặng sắp bài sắp bay không còn đó. Thấy không, đó là trong đây là của ông Cử Đa. Đây là Sách trong giai này. đoạn từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 nó xuất hiện những cái văn giảng này để mà giáo đời của từ Đức Phật Thầy Tây An cho tới lần lần về Đức Bổn Sư rồi ông sư giải, có nói Đức Thầy mình trong này nữa, Vậy đó ha. có trình bày giáo lý Thầy mình trong đây. Thành ra mình nhận xét về ca dao Hậu Giang của nhà văn Sơn Nam. Đây là một nhà văn, tôi xin nói nha, nhà văn là không phải tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Ông Sơn Nam không phải tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, nhưng mà người ta nhìn nhận khách quan về giáo lý Phật giáo Hòa Hảo bằng cái tinh hoa thơ ca ca dao của Phật giáo Hòa Hảo nằm ở trong cái miệt Hậu Giang thời đó của Bởi vì mình nếu mà mình không biết là không biết cuốn sách này đâu, tại cái vì thường thường sách này không có nói về đạo tôn giáo, nhưng mà người Hồ Hồ quá hay. ta nhận xét về giáo lý Phật giáo Hòa Hảo mình rất khách quan Bởi đó, vậy đó mà người ta là nhà văn. vậy thấy trong tủ quá nhiều sách nè, mà cũng nghiên cứu quá nhiều rồi. Thấy treo trên cái bảng có hai chữ gì đỏ đỏ đây. Đó này hả, treo chơi thôi, Chơi hả? mình tự treo để mình trang trí, và hai đây mình tự nhắc mình đây là cái chữ chân lý viết theo cái thể thư pháp đó. Rồi. Cái chữ chân lý này tức là tôi tự nhắc nhở cho tôi là cả một đời sống tu hành của mình phải theo chân lý, không được vượt ngoài chân lý. Thành ra tôi có làm bài thơ nè,
khi mà nói chân lý rồi, làm chân lý rồi, đương nhiên có người ghét. Đúng rồi. Tại sao? Tại vì mình nói thật, làm thật, nói thẳng, người ta ghét dữ lắm. Thành ra tôi đã làm bài thơ này, trong đây tôi để trong bốn chữ, hai chữ chân lý này, bốn câu thơ tôi làm nè. Vậy sao? Tôi viết trong thư pháp luôn. Hay vậy. Đây nè, tôi đọc lại cho anh nghe ha. Rồi. Là chẳng cần ai hiểu ta. Câu kế là chỉ ta hiểu ta mà. Thà nói lời chân lý, thương ghét mặt người qua. Trời ơi, nghe nói chân lý bị ta ghét, chắc tôi bị ta ghét nhiều lắm, tôi tầm chân lý mà. Ừ, thành ra thà mình nói lời chân lý nhưng mà thương ghét thôi, kệ người ta. Rồi. Không cần phải quan tâm chuyện đó, mà hãy còn được hai chữ chân lý này được rồi. Rồi, hôm nay cũng hợp với tôi là tầm chân lý thôi, hôm nay tầm chân lý thêm trả lời thêm 10 câu hỏi nữa nghe đồng đạo không? Dạ, cảm ơn. Dạ, ơi, chắc là chắn Phật. Mình tại vì bữa nay mình làm việc luôn ha. Dạ, tại đồng đạo cũng đang ngóng chờ, mà đồng đạo Hồ thì công việc quá nhiều vậy. Hôm nay thấy đồng đạo Hồ về, tranh thủ lên liền. Vậy dạ. Mình bước vào công việc ha, đồng đạo Hồ. Rồi, dạ, bắt đầu. Dạ, nam mô Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thiện hữu trí thức, chư đồng đạo gần xa, kính mến, kính thưa cùng với quý vị trong các nhóm nhân dân làm chủ quốc gia được mệnh danh là như vậy, thì ngày hôm nay chúng ta lại có dịp chia sẻ, gặp gỡ cùng nhau qua cái chuyên đề là 47 câu hỏi hạch vấn, hỏi trực tiếp là chúng tôi, và có đề cập luôn tới Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Tôi đã nhắc lại việc này rất nhiều lần với quý vị, là riêng cá nhân tôi đó thì là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bình thường, không hề có liên quan gì đến Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cả. Có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất á, là chính bản thân tôi không có đăng ký tham gia là thành viên của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo từ cấp trung ương cho tới cấp địa phương. Cái thứ hai là tôi tự nhận mình chưa đủ năng lực để đảm đương cái việc đại sự đạo đức lớn lao. Cho nên chỉ chấp nhận bổn phận là một tín đồ cư sĩ bình thường ở tại tư gia, lo tu học và nghiên cứu, nghiền ngẫm về giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Nhưng cái sự việc xảy ra đó làm cho nhân tâm sao động, và hàng ngũ tín đồ Phật giáo Hòa Hảo rất là ngỡ ngàng vì 47 câu hỏi mà các anh chị trong nhóm nhân dân làm chủ quốc gia đã gửi đến cho chúng tôi. Và tôi cũng xin nói rõ hơn là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì luôn luôn lúc nào cũng nhớ lời Đức Thầy dạy là giữ mực trung dung, chữ hiền lành, trao trĩa cho xong. Đó là Đức Thầy dạy rất là rõ như vậy. Hoặc giả là tánh thuần lương, vẻ mặt vui tươi. Vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Cho nên, ở đây thì chúng tôi không phải cố tình cái người gây cái trận sóng gió để làm một cái chuyên đề cho những anh chị em chúng ta vào đây mà tranh luận, rồi gây gổ. Thì tôi rất tiếc một điều là 47 này, 47 câu hỏi này đặt ra đó, thì riêng bản thân tôi thì tôi thấy mình cần phải nghiên cứu rất là lâu. Tại vì những câu hỏi này nó tương đối, nó khó đó, chứ không phải dễ đâu. Vì cái ý tứ cũng khó, cái sự đặt ra câu hỏi thì cái ý trong đây gửi rất là nhiều, cho nên mình cần phải nghiên cứu mới trả lời. Như một số anh chị em khác, đồng đạo khác thì cũng là trả lời 47 câu hỏi đó, nhưng mà trả lời theo cách là vội vàng, gấp rút, chúng ta chưa kịp nghiên cứu. Và một số đồng đạo thì cũng quá khích, có những cái lời lẽ nó bất hòa, không có được nhã nhặn với người ngoài.
Cho nên vì vậy thì làm cho người ta thiếu thiện cảm với mình. Điều này là cái điều rất là đáng tiếc. Nhưng mà riêng tôi đó thì quý vị thấy từ đầu cho chí cuối sự việc này xảy ra đó, tôi rất là bình thường. Mình nghĩ đây cũng là một trong những cái lượng sóng nó nhấp nhô trên cái dòng biển bao la vô tận. Tại vì biển á, chúng ta không đòi hỏi lặn sóng được đâu. Thì cuộc đời chúng ta rồi không bao giờ chúng ta đòi hỏi cho nó bình lặng cho được. Như Đức Thầy chúng ta dạy là đạo và đời thì thâm thẳm sâu xa. Cái việc đạo á, nó sâu sắc, nó rộng khắp. Nhưng mà cái việc đời á, thì nó cũng là vậy đó. Không có phải lúc nào chúng ta cũng muốn nó bình lặng, nó yên ổn được. Cho nên người xưa mới nói, nếu quả đường đời bằng phẳng hết thì anh hùng hào kiệt có hơn ai. Cho nên vì vậy thì cái mà anh hùng hào kiệt có hơn ai đó, thì cái này chúng ta lấy làm rất là kinh nghiệm vấn đề này mới được. Và khi mà kinh nghiệm rồi đó, chúng ta thấy rằng những cái chuyện xảy ra, những cái vấn đề xảy ra nó làm cho mình một cái bài học. Thì song song với 47 câu hỏi này thì bây giờ lại có những cái các cái vị trong nhóm nhân dân làm chủ mới xuất hiện. Nhưng mà đặc biệt đó thì về cái phía miền Bắc. Trước kia là miền Nam, bây giờ là miền Bắc. Lên trên YouTube cũng có vài cái câu hạch vấn hằng học, mà không phải riêng gì tôi, mà chỉ chung những cái đối tượng đã từng lên tiếng về Thiền Tông Tân Diệu của bác Nguyễn Nhân, và lên tiếng về cái nhóm nhân dân làm chủ. Thì quý vị lên tiếng cũng phải thôi. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng á, tôi muốn gửi đến tất cả anh chị em mình. Ở đây câu hỏi đặt ra là tôi trả lời. Thấy không? Câu hỏi đặt ra thì tôi có trách nhiệm tôi trả lời. Tôi đã từng nói rất nhiều lần. Bản thân tôi cũng không muốn trả lời nữa. Nhưng mà tại vì sao tôi phải trả lời? Là tại vì câu hỏi này nêu đích danh tên của tôi. Cho nên với trách nhiệm đó thì tôi phải trả lời. Chứ thật sự mình cũng không có muốn trả lời cái chuyện này. Chứ cho nó gây ra nhiều cái việc nó lủng củng như thế này nữa. Nhưng mà ở đây tôi xin nói thẳng với tất cả quý vị là 47 câu hỏi này khi tôi trả lời xong, tôi cũng xin nói lại một lần nữa là tôi sẽ không bao giờ trả lời thêm một câu nào cả. Mặc dù quý vị đặt ra rất nhiều vấn đề, nhưng cái vấn đề quý vị tôi nghĩ rằng nó cũng là kiến kia miệng chậu bò quanh. Suốt đời chưa khỏi cái dành chậu bung. Cũng cứ lẩn quẩn như vậy. Thì chẳng lẽ chúng tôi lại có thời gian chơi cái trò rồng rắn lên mây với quý vị sao? Thì mình đâu phải con nít. Mà cái trò rồng rắn lên mây là cái trò của tuổi trẻ nó chơi. Chúng ta còn rất nhiều công việc để chúng ta làm. Nha. Chúng ta còn rất nhiều cái chuyện để chúng ta học. Chúng ta còn rất nhiều cái vấn đề để chúng ta tu. Không phải chuyện này nó lẩn quẩn như vậy được. Và tôi cũng mong rằng quý đồng đạo chúng ta không nên quá khích dùng những cái lời lẽ khiếm nhã với người khác. Nha. Cho nên vì vậy thì cái điều này tôi cũng thông cảm cho quý vị. Đôi khi vì người ta ta xúc phạm, ta nói cái danh thể đạo của mình tới thầy của mình thì cũng không yên được đâu. Thì nó tùy theo cái khả năng, nhưng mà cái tâm lượng đó đó nó cũng tùy theo trình độ mỗi người mà nói thôi. Nhưng mà cũng tùy nơi một cái tâm lượng là nơi phát xuất từ cái tấm lòng vì quý mến đạo, quý mến thầy mà phải bức xúc như vậy. Tôi cũng thông cảm vô cùng. Thôi, chúng ta cố gắng nha, giữ cái sự mềm mỏng, hòa ái, chân thành với những người không thích mình, với những người hạch vấn mình. Bây giờ thôi thì tôi cũng xin tiếp tục cái câu hỏi tiếp theo. Xin mời. Câu hỏi 21. Phật giáo Hòa Hảo thành lập năm 1939. Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra năm 1939 đến năm 1945. Hiện nay, thế giới có nguy cơ đối diện chiến tranh thế giới thứ ba. Tu theo Phật giáo Hòa Hảo để cầu chống hết binh đao,
cầu bằng cách nào, cầu ai? Nếu chỉ cần cầu là được, sao Phật giáo Hòa Hảo cũng phải lập ra quân đội? Thì thưa với quý vị, cũng như anh chị em ở nhóm Nhân Dân Làm Chủ, chúng ta gọi một cái tên mỹ miều rất là hay như vậy: Nhân Dân Làm Chủ Quốc Gia. Như vậy thì kênh Nhân Dân Làm Chủ Quốc Gia gọi cái tên rất là đặc biệt như vậy đó. Nhưng mà thật sự thưa với quý anh chị là cái quyền làm chủ đó đó, nó không phải đứng riêng về cái phía của anh chị đâu, mà nhà nước đã đặt để là mỗi người dân là một cái phần tử của xã hội, mỗi gia đình là tế bào của xã hội. Như vậy thì chúng ta là những phần tử để hình thành ở quốc gia, chứ không phải riêng về có 12 anh chị mới có thể làm chủ quốc gia cho được. Vì cái quyền làm chủ đó đó phải được trên hiến pháp quy định rõ ràng đó, phải có công dân, có quyết định, chứ chúng ta không phải muốn nói gì nói. Nó đây là đứng về một cái vấn đề pháp lý, anh chị cần phải hiểu biết. Nhưng mà bây giờ chúng ta xin trở lại cái câu hỏi số 21. Anh chị hỏi như thế này: Phật giáo Hòa Hảo thành lập năm 1939. Anh chị tìm hiểu rất là hay, có tìm hiểu đấy. Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra từ năm 1939 đến năm 1945. Hiện nay thế giới có nguy cơ đối diện chiến tranh thế giới thứ ba. Tu theo Phật giáo Hòa Hảo để cầu chống hết binh đao. Cầu bằng cách nào? Cầu ai? Nếu chỉ cầu là được, sao phải thành lập ra quân đội? Vậy đó. Như vậy thì thưa cho tất cả anh chị em, về cái nguyên nhân phát khởi ra chiến tranh thế giới thứ hai đó, thì nó cũng từ nơi cái sự tranh giành thuộc địa giữa hai cái phe, phe trục và phe đồng minh. Những tưởng cái khúc quanh lịch sử và khơi mầm chiến sự này từ năm 1000 khởi đầu là mèo kêu bá tánh lao sao, là năm 1939 cho đến năm 1945 đó, thì anh chị đã tìm hiểu rất là kỹ rồi, chúng ta không có cần phải bàn cãi thêm về chuyện này nữa. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là anh chị hiểu về cái lịch sử mà chưa hiểu rõ về cái mầm đó. Chưa hiểu rõ về cái nguyên nhân nào để mà xảy ra chiến tranh. Nguyên nhân nào để xảy ra chiến tranh? Thật sự nay xưa giờ chiến tranh xảy ra đó, nó không ngoài cái vấn đề các cái nước lớn muốn lấn chiếm các cái nước nhỏ, cũng vì đâu mà ra? Vì sự tham lam mà thành đó. Vì sự tham lam mà thành đó. Cái tham nhỏ thì chỉ tham trong phạm vi cá nhân và gia đình. Mãi đến cái tham lớn là tham từ cái nước của người khác, muốn trở về cái nước của mình. Cho nên cái điều này đó, Đức Huỳnh Giáo Chủ nói rất là rõ, rằng bên thế giới ta bà, chúng sanh tàn sát đó, thì cũng là vì tham thôi. Thật sự vì cái mầm móng của tham lam mới xảy ra chiến tranh, và cái tham này nó đã làm cho loài người phải đau buồn hận khổ, phải khóc đứng than ngồi, phải liều mình tự sát, chỉ vì sự ham muốn không được thực hiện. Đó. Cho nên cái tham này nó làm cho người ta như thế này. Quý vị anh chị em mình nên nhớ nha, coi chừng tham quá là khổ đó. Thấy không? Tham lấy quyền lực về mình, tham lấy tất cả trên cái xã hội này đều phải phục mình. Thấy không? Đều phải ngán mình, đều phải nể sợ mình. Rồi mình muốn mạ lị ai cũng được, mình muốn xúc phạm ai cũng được, mình muốn đả kích tôn giáo nào cũng được. Cái tham đó là cái tham nó làm cho mình đau khổ. Đó. Cho nên Ngài đưa ra cái kết quả của những người của cái tham mà làm cho người ta đau khổ đây. Cái tham ấy cũng đã làm cho loài người phải đau buồn hận khổ, phải khóc đứng than ngồi, phải liều mình tự sát, chỉ vì sự ham muốn không được thực hiện. Người ta quyên sinh vì tình yêu, vì lợi quyền, vì thất trận. Rõ ràng vì tình cảm, tham lam vì tình ái, người ta cũng có thể quyên sinh chết chóc tự vẫn, biết bao nhiêu cái chuyện xảy ra. Rồi lợi quyền,
vì tranh giành quyền lợi với nhau cũng có thể xảy ra mâu thuẫn và xô xát. Mà thất trận tức là đi chiến đấu mà giành giật quốc gia người khác, mà chiến tranh tham tàn đó mà không được rồi thì cái đó cũng là dễ gây ra quyên sinh tự vẫn mà chết. Biết bao những chiến tử xa trường, những cái anh dũng, những cái anh tài dũng tướng đó phải rút gươm liều mình tự sát giữa trận tuyền chỉ vì một cái trận thất thế đó, mà phải tổn hao binh mã. Chuyện này trong những cái trang sử vàng từ nước ta cho đến nước ngoài để lại rất nhiều, thưa quý anh chị. Cho nên vì vậy thì cái vấn đề mà xảy ra chiến sự nó là nguồn gốc như vậy đó, thưa anh chị. Chúng ta cũng không thể nào mình can thiệp được đâu. Nhưng mà anh chị lại quá dội vàng. Và trong này, trong câu hỏi này, anh chị đã khẳng định là hiện nay thế giới có nguy cơ đối diện chiến tranh thế giới thứ ba. Ủa, cái này anh chị dựa vào đâu? Tài liệu nào, báo chí nào, sách vở nào đã khẳng định chuyện này là đối diện chiến tranh thế giới thứ ba? Cái cuộc chiến đó bắt đầu hay chưa? Mà anh chị khẳng định là hiện nay thế giới là có nguy cơ. Dùng từ đặc biệt. Như vậy thì nguy cơ là gì? Mà đối diện là gì? Tôi xin giải thích cái từ ngữ của anh chị đang dùng. Anh chị dùng là đối diện nguy cơ. Vậy thì nguy cơ tức là cái nguy hiểm, cái tiềm năng cơ hội nó đang sắp sửa kề cận. Ý nghĩa là như vậy đó. Mà đối diện tức là trước mặt mình. Vậy thì cái nguy hiểm trước mặt mình nó đang chực chờ, ta gọi là đối diện nguy cơ. Như vậy thì mấy anh chị có tìm hiểu kỹ hay chưa? Hiện nay trên Liên Hiệp Quốc đang chủ trương vì hòa bình thống nhất thế giới. Những cái nước mà có cái mầm móng tư tưởng là muốn khởi chiến đó, thì là vi phạm vào hiến pháp và điều lệ của Liên Hiệp Quốc. Anh khởi chiến thì anh vi phạm, anh phải chịu bồi thường tổn thất chiến tranh. Bằng chứng là những cuộc chiến dai dẳng nó không đem lại kết quả gì cả, mà chỉ tổn thương cho nhân loại. Cho nên vì vậy thì anh chị khẳng định là hiện nay thế giới đang có nguy cơ đối diện chiến tranh thế giới thứ ba. Xin không? Anh chị khẳng định như vậy. Quá dội dàng. Thế giới này đang có cái điều lực rất là quan trọng, và cái điều lực của Liên Hiệp Quốc nó không phải một người đặt ra được đâu, mà nhiều nước phải đặt ra. Đâu phải muốn chiến tranh là chiến tranh, mà anh chị dùng cái từ nguy cơ đối diện. Như vậy thì hỏi như vậy đó, dùng từ như vậy đó là chưa có hợp hoàn cảnh, và chứng tỏ rằng chúng ta chưa có tìm hiểu kỹ về cái luật hòa bình của thế giới. Chưa có hiểu kỹ vấn đề đó, thành ra mới dùng cái từ là nguy cơ đối diện chiến tranh thế giới thứ ba. Có ai đời nay nghĩ coi, ta sợ chiến tranh gần chết chứ ai muốn chiến tranh? Bây giờ anh chị còn hù thiên hạ bằng mấy câu hỏi này là đối diện chiến tranh thế giới thứ ba, hù người ta chi vậy? Nhưng mà từ cái hù đó chúng tôi mới có câu trả lời. Là Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi lúc nào cũng chủ trương hòa bình, cho thế giới được bình trị, được hết binh đao. Đây là một cái tâm lượng rất là rộng lớn, đại từ bi của một đấng giác ngộ. Mà khi xưa Đức Phật đã từng chủ trương chuyện này. Anh chị nên cần xem nhiều kinh sách về cái cuộc đời của Đức Thích Ca Mâu Ni. Trong vòng suốt những năm trường Ngài hoằng hóa giáo đạo, thì Ngài đã chủ trương rất nhiều về hòa bình ở trong các nước. Nước lớn không được hà hiếp nước nhỏ, và nước nhỏ cũng phải tự trị an dân bằng cách lấy đạo lý của giáo pháp Thế Tôn ra để mà trị quốc. Trong đó Đức Phật đã chỉ về cái cách cho vua Ba Tư Nặc trị quốc như thế nào. Đức Phật đã chỉ về cho cách vua Tần Bà Sa La trị quốc ra sao. Đức Phật đã khuyên vua cha mình nên điều hòa dân chúng trong kinh thành Ca Tỳ La Vệ như thế nào khi mà Ngài trở về thăm hoàng triều. Tôi nghĩ cái lịch sử Phật giáo nó rõ ràng, nó chói rõ như vậy đó, nhưng mà anh chị không có chịu tìm hiểu. Anh chị cứ biết quanh quẩn học quyền ký. Thì đương nhiên chúng ta có quyền học những cái chúng ta muốn,
Đương nhiên chúng ta có quyền học những cái chúng ta cần, nhưng mà muốn hiểu biết rộng rãi về cái tầm nhìn xa trong rộng đó mà đó, cần phải học thêm. Tại vì kinh sách tài liệu nó giúp cho mình mở mang trí tuệ. Một người có học, một người hiểu biết thì cần phải tìm hiểu nhiều sách vở, chứ không phải chỉ có một cái cuốn tài liệu quyền ký đó chúng ta dựa dẫm. Không được như vậy đâu. Phải mở cái tư duy tầm nhìn ra mới thấy được cái giá trị đạo Phật lúc nào cũng chủ trương hòa bình. Cho nên Đức Thầy chúng tôi cũng theo cái tông chỉ đó, cũng cái lề lối đó mà Ngài chủ trương lập đời bình trị là như vậy đó. Gặp đời bình trị. Cho nên chủ trương Phật giáo hòa hảo là không hề muốn thấy binh đao. Cho nên Ngài mới cầu chống hết binh đao. Như vậy thì muốn hết binh đao, muốn thấy được hòa bình đó, như vậy thì cầu bằng cách nào? Thưa quý anh chị, đây, tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng tôi hàng ngày hai thời ra trước những cái ngôi thờ của mình, trước Tam Bảo, trước Bằng Thiên Nguyện. Đây là cái câu nguyện thứ nhất trong năm câu nguyện mà tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng tôi phải thuộc lòng. Tôi xin đọc lại. Nam mô nhất nguyện cầu. Thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng, liên hoa hải hội, thượng Phật từ bi, Phật dương độ chúng, thế giới bình an. Trong đó đó, ở đây lấy tam tài là thiên địa nhân, là trời đất người làm cái chủ thể ở trong cái bầu vũ trụ. Thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng, liên hoa hải hội, thượng Phật từ bi, Phật dương độ chúng, thế giới bình an. Đức Phật, cái cõi Phật lúc nào cũng đầy lòng từ bi vô lượng cả. Cho nên trên là Phật từ bi, dưới là chúng sanh phải tìm đến cái lẽ thiện. Cho nên đại từ bi chí thiện, đạo Phật chủ trương đại từ bi, đạo Nho lấy cái chí thiện làm nền tảng. Cho nên chúng ta đọc ở trong sách Đại học có một câu như thế này: Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại tăng dân, tại chỉ ư chí thiện. Cái gốc của sách Đại học dạy đó là con người sáng cái đức ra. Nhớ kỹ vấn đề này, trong sách Đại học dạy cái gốc là con người phải sáng cái đức ra để làm mới cái đời sống con người, gọi là tăng dân. Và cuối cùng mới cái đời sống con người sống mới đó là phải đi đến cuối cùng cái nẻo thiện, gọi là chỉ ư chí thiện. Mà nẻo cuối cùng cái chí thiện là gì? Là tất cả mọi người đều phải biết thiện, đều phải tuân theo lẽ thiện. Đạo Nho vậy đó. Còn đạo Phật, ở trên đạo Phật là chủ trương từ bi. Cho nên cái câu nguyện chúng tôi rất hay: thượng Phật từ bi, Phật dương độ chúng, thế giới bình an. Mong thế giới bình an, cho nên cầu bằng cái đó đó. Hằng ngày hai thời tha thiết mong mỏi tín đồ Phật giáo hòa hảo ai cũng phải như vậy. Ai cũng phải cầu như vậy. Cầu bằng gì đó anh chị? Chứ đâu có phải là tu mình ên mình không biết nghĩ tới thế giới đâu. Cái người nào mà tu mà biết nghĩ tới cái nền tảng của mình không đó, chỉ biết khuếch đại phô trương thân thế của mình không đó, rồi bóp méo lịch sử Phật giáo lung tung này nọ đó, thì cái đó là không có chủ trương đường lối về thế giới. Cái lòng chúng ta chưa có rộng rãi bao la, tu như vậy không được. Mà Phật giáo hòa hảo là cái lòng lúc nào cũng quảng đại, tha thiết với quần chúng, với thế giới. Cho nên chủ trương ngày hai thời phải cầu bằng cách đó đó. Và cầu ai? Cầu ai? Thưa với quý vị, nếu thật sự cái đối tượng chúng ta cần cầu là cầu như thế nào? Thứ nhất, cái đối tượng muốn hướng đến cần cầu đó là cầu những người nào có cái tư tưởng mà tham tàn hiếu sát thì hãy dừng tay chiến. Dừng tay chiến lại. Nghe những cái lời dạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ cho thấm vào lòng để dừng lại cái tay chiến. Không nên hỗn chiến. Không nên hỗn chiến. Cầu cho thấu tâm những người đó đó. Tiếng gọi đời sông mê hải lắm, để chi mà chạm lợi quyền rồi giàu có cạnh tranh. Cạnh tranh chi? Lợi quyền chi? Nghe không? Cho thấu tâm những người đó đó. Tiếng gọi hồn mê hồn được giác, phải toan sắm sửa rất cần ai. Cho nên thứ nhất là cầu làm sao để thấu tâm những người nào mà có tư tưởng khởi chiến đó mà. Đối tượng là vậy đó, để họ dừng tay chiến. Cái thứ hai
là luôn luôn lúc nào cũng mong mỏi vào các đấng thiêng liêng trời Phật ban bố phước lành cho nhân chủng. Cho nên Đức Thầy dạy, và ta phải luôn luôn nhớ đến công lao Đức Phật đối với quần sanh, phải bia tạc vào lòng những điều Phật giáo. Phải nhớ rằng sanh linh đang chìm đắm trong bể hồng trần, rằng ngày giờ nào còn có kẻ trong chúng sanh chịu khổ thì ta cũng phải khổ vì họ vậy. Cái tâm lượng mà Đức Quỳnh giáo chủ dạy cho tín đồ quá bao la thưa anh chị, thưa với tư đồng đạo, thưa quý vị. Phải nói là tôi đọc tới cái đoạn này trong Chánh Tinh Tấn là tôi nao lòng, tôi não lòng, tôi xúc động. Tâm lượng của thầy dạy đó. Và luôn lúc nào phải cầu nguyện Phật trời ban bố phước lành cho nhân chủng đó. Phải sống bằng cách là lạc đạo, an bằng, là xả thân, là tu tỉnh. Quý vị thấy rõ ràng đó. Cầu là cầu trời, cầu Phật, chứ cầu ai. Bây giờ quý vị tìm thử hết những cái tôn giáo ở trong nước của mình coi. Người ta không cầu trời thì người ta cũng cầu Phật hả? Mà người ta cũng không cầu Phật thì người ta cũng cầu trời. Tại sao như vậy? Tại vì Phật là đấng giác ngộ toàn diện, từ bi bác ái vô cùng, quyết cứu vớt sanh linh ra khỏi dòng trầm luân quan nghiệp. Cho nên cái chúng sanh đang chìm đắm trong khổ đau biển lụy chiến tranh đó cũng vì quan nghiệp mà ra. Cho nên cầu Phật tức là mong họ hướng về cái lẽ thiện giác ngộ mà dừng tay chiến. Cầu Phật là cầu vậy đó. Mà cầu trời, trời là cái luật trời thưởng phạt công bình phân minh, gọi là luật trời báo ứng nhãn tiền nữa mà, khắp trong thiên hạ đảo quyền từ nay. Cho nên cầu trời tức là mong chúng sanh phải nghĩ đến nhân quả tội phước. Cầu là gì đó? Mong chúng sanh phải nghĩ đến nhân quả tội phước mà hãy dừng tay chiến lại, không nên gây chiến tranh. Cái ý là như vậy đó, chứ không phải là cầu để là được. Không phải là cầu là được, cầu mong mỏi để được. Nếu mà cầu được thì Phật giáo hảo sao lập quân đội. Anh chị cứ nghĩ cầu là được. Đương nhiên tha thiết mong cầu thì là được đó. Tha thiết mong mỏi là được đó, chứ ngày đêm tha thiết mong mỏi là được. Tại sao? Tại vì khi mà chúng ta mong mỏi cái điều gì đó, chúng ta cầu xin khẩn thiết đó, được, chứ không phải không được đâu. Và tôi cũng xin tiết lộ, hé lộ nhỏ cho quý anh chị biết đó. Sở dĩ thế giới này mà được hòa bình, an lạc, thanh trị, nó không phải riêng Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi đâu, mà tất cả tôn giáo hiện hành trên đất nước Việt Nam này hàng năm đó, đều có tổ chức cái lễ cầu nguyện hòa bình cho thế giới. Bằng chứng là như vậy đó. Thế giới tất cả tôn giáo phải hướng về cái điều này. Mà nhờ như vậy đó, nhờ những cái buổi cầu nguyện tổ chức hòa bình, cầu nguyện hòa bình cho thế giới như vậy đó, thì thế giới này chút nào đó, lát nào đó, giờ nào đó cũng được yên ổn bình yên chứ. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể ngăn được lòng người gây hấn lẫn nhau? Ngăn không nổi đâu. Nó như sóng trào cuồn cuộn ở Biển Đông, làm sao ngăn cho được. Cho nên cầu là cầu, nhưng mà không cầu thì còn tai hại nhiều hơn nữa đó. Quý anh chị nghĩ đi, cả một cái thế giới này nếu như con người không biết hướng về lẽ thiện, không biết hướng về lẽ đạo để mà cùng nhau cầu nguyện hòa bình cho thế giới đó, thì thế giới này ra sao? Con người sống trong cõi này như thế nào? Chứ đừng có đề cập tại sao Phật giáo Hòa Hảo phải lập ra quân đội đó. Anh chị hỏi cái chỉnh vấn đề mà lập ra quân đội là anh chị muốn ngầm ám chỉ rằng Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi là người khởi ra binh đao. Đâu có phải vậy đâu. Như tôi nói rất nhiều lần, quân đội là để bảo vệ dân tộc, bảo vệ quốc gia, bảo vệ cái sự trị an trong dân chúng, chứ đâu phải là cái người khởi sự binh đao. Khi nào quân đội chuẩn bị vũ khí hung khí mà có cái chủ trương tuyên chiến với tất cả nước khác đó, thì mới gọi là quân đội khởi binh. Còn quân đội tự vệ nó khác chứ. Quân đội tự vệ nó khác. Anh chị nên cần phân biệt rõ như thế nào là quân đội tự vệ, như thế nào là quân đội diễn chinh, như thế nào là cái quân đội trên mặt trận tiền chiến. Cần phân biệt về nhiều nhiều cái dạng quân đội như vậy đó. Mà mình muốn phân biệt vậy là mình cần phải học nữa đó. Học về cái cách tổ chức quân đội. Học nữa đó. Học nhiều như vậy đó. Như vậy thì tôi xin khẳng định rằng Phật giáo Hòa Hảo có quân đội đó chứ. Nhưng quân đội là quân đội tự vệ, để bảo vệ sự trị an cho dân chúng thôi, chứ không phải là quân đội tiên chiến. Nó rất nhiều lần là như vậy. Cho nên anh chị cần phải phân biệt rõ như thế nào là quân đội tự vệ, như thế nào là quân đội diễn chinh, như thế nào là quân đội chiến đấu trên mặt trận. Quân đội có nhiều dạng vậy.
Đó, thì bây giờ anh chị tại vì hiểu lầm, không hiểu rõ như thế nào là quân đội tự vệ, cho nên mới đặt ra câu hỏi này, cho rằng Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi là lập ra quân đội là để tuyên chiến, tại sao gọi là chống hết binh đao cho được. Hiểu lầm. Mà chính cái chỗ hiểu lầm đó đặt vấn đề sai, mà chính cái chỗ đặt vấn đề sai mới hỏi sai đối tượng. Một cái đạo người ta lúc nào cũng mong mỏi hòa bình cho thế giới, để cầu khẩn hòa bình cho thế giới như vậy đó, thì làm sao người ta tiên chiến cho được. Anh chị hiểu lầm rất nhiều rồi. Từ đây về sau tôi mong rằng tất cả những anh chị em đừng nên hiểu lầm như vậy nữa. Rồi xin cho qua câu hỏi khác. Câu hỏi 22. Tu là sửa, nhân là người. Tu theo Phật giáo Hòa Hảo là để sửa, để thành người. Vậy hiện nay quý vị đang là gì? Không phải là người chăng? Hai quý vị là loài nào? Tới lúc này làm như các anh chị lại nóng giận tới lên. Nóng giận lên rất nhiều. Cho nên hỏi những câu này tôi không hiểu làm sao lại đặt ra câu hỏi lạ như vậy. Mới mốt quá tôi ý kiến như thế này. Giờ tôi không muốn thấy những câu hỏi nó lạ lạ như thế này để mà đến với quần chúng nữa. Cái người nào trong nhóm của mình đó, một người một soạn câu hỏi thôi. Một người một soạn câu hỏi được rồi. Đừng có để nhiều người soạn câu hỏi rồi lủng củng lu bu, rồi đưa lại đưa lên hỏi. Tôi độ chừng trong 4-7 câu hỏi này nhiều người soạn lắm, chứ không phải một người đâu. Tại vì nó có lúc dày lúc khác. Chính cái chỗ lúc dày lúc khác này, thành ra tôi biết rằng trong 4-7 câu hỏi này nhiều người soạn lắm, chứ không phải riêng mấy anh chị soạn. Cũng nặng đầu, dắt ốc, môi tim để mà đưa ra mấy câu hỏi như vậy. Nhưng mà nhiều người soạn mà soạn những câu như vậy nè, thử hỏi làm sao. Anh chị cứ hỏi đại quần chúng thôi, có ai mà hỏi như anh chị vậy không? Nha. Tôi đọc lại câu hỏi của anh chị nghe. Tu là sửa, đó vậy đó. Nhân là người, cũng định nghĩa từ ngữ đặc biệt lắm mà. Tu là sửa, nó là người, đúng rồi. Lúc này làm như là có tra từ điển. Lúc này chắc là cũng có kinh nghiệm rồi đó. Thôi mình tra từ điển cái đi, mình đặt câu hỏi đó. Có tra từ điển gì được rồi đó. Cho nên nói là tu là sửa, nhân là người. Tu theo Phật giáo Hòa Hảo là sửa để thành người. Lại là thấy sai. Đúng, tu theo Phật giáo Hòa Hảo là sửa thành người. Nhưng mà cái đó là một góc độ, một cái chương trình ở trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo thôi, chứ không phải là bao quát hết cái hệ thống giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo là tu để sửa thành người. Và có đôi lúc quý anh chị giận quá rồi nói người ta tu để thành cô hồn các đảng. Quý anh chị nói vậy đó. Như vậy thì mấy anh chị nhìn quá phiến diện. Nhìn quá phiến diện, nhìn một cái nhìn gọi là lăng kính quá mù mờ. Về nhân ngã, về bỉ thử, về hiềm khích, về đấu tranh tư tưởng. Nhìn như vậy đó. Cho nên một cái góc độ mà tu để thành người đó, sửa thành người, nó là một cái phần, một cái chi tiết nhỏ ở trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo thôi. Đó là nằm ở trong cái tông chỉ tu nhân của Phật giáo Hòa Hảo. Cái tông chỉ tu nhân đó dạy đạo con người kêu là đạo nhân. Và nó là con đường đi trúng thì sống, bước trật tắc chết. Cho nên từ nơi cái tu thành người đó, nó là cái nấc thang đầu tiên để chúng ta tiến lên cái quả vị làm tiên làm Phật. Muốn làm tiên làm Phật mà không qua được cái ngưỡng cửa làm người thì không phải là thành được cái quả vị đó cho được. Cho nên nhân đạo nó là cái nấc thang đầu tiên để bước lên tới quả vị tiên đạo và Phật đạo. Nó là cái hệ thống giáo trình phải như vậy. Dạy là phải dạy từ thấp lên cao, từ sơ đẳng cho tới trung học cho mới tới đại học. Có bao giờ mấy anh chị sọt ngang mấy anh chị học đại học liền không? Không bao giờ được như vậy. Có bao giờ mới cấp sách đi học tiểu học mà đòi lên lớp 5 liền được không? Không bao giờ như vậy. Mà phải học từ lớp 1. Học từ lớp 1. Học từ cái lớp sơ khởi ban đầu, gọi là cái lớp đánh dần đó mà. Học từ đánh dần. Rồi lần lần mới tính mấy chuyện khác được. Cho nên học từ cái đánh dần đó. Thì chúng ta mới thấy rằng nó là cái cơ bản nhất của vấn đề học tập. Tu. Cái cơ bản nhất của vấn đề tu là sửa để thành người.
mà anh chị mới có thấy cái nấc thang đầu tiên của Phật giáo Hòa Hảo à. Khẳng định như vậy đó. Tôi xin thưa quý vị, Đức Huỳnh Giáo Chủ nói nè, đường đạo đức bước đi từ nấc, chữ tu hiền ngay thẳng lần hầu. Đi từ từ chứ, chứ đâu phải đi cái một mà tới nơi tới chỗ đâu. Không phải đi như vậy, mà phải đi từ nấc, từ bước, từ bước. Tu cái nấc thang nhân đạo để tiến lần lên tiên đạo và Phật đạo. Mà nói thẳng là tiến lần tới Phật đạo là quả vị vô thượng giải thoát đó. Cho nên Ngài khẳng định là gì? Là mong bá tánh vạn dân giải thoát, chứ không còn luân hồi sanh tử nữa. Để chi? Để bể trầm luân khô cạn sáu đàn, thì tăng sĩ mới trở về để thanh tịnh. Quý vị thấy cái bổn nguyện Đức Huỳnh Giáo Chủ chúng tôi đó là nhằm mục đích chỉ cho tín đồ, chỉ chúng sanh là rời bỏ con đường sanh tử luân hồi trong lục đạo. Chứ đâu phải là chuyện đơn giản mà chỉ thành người không đâu. Hiểu như vậy tức là mới có hiểu một nấc thang đầu tiên của Phật giáo Hòa Hảo mà anh chị là khẳng định. Mà lại thêm đặt hai cái vấn đề này nó mới ngộ nữa nè. Vậy hiện giờ quý vị đang là cái gì? Có phải là người chăng? Xin không? Thì đương nhiên chúng ta đang là người. Nhưng mà tôi nói với quý anh chị như thế này. Sống ở trên cõi đời này, chúng ta có những cái dạng người mà mình nhìn kỹ lại coi, mình đôi khi cũng không có xứng là cái phận người nữa. Có những người họ thọ ân mà họ lại bạc nghĩa đó kìa. Thì thánh nhân gọi cái người này không phải là người. Tôi xin đọc lại cái câu mà thánh nhân nói người không phải là người cho quý vị nghe nghe không? Đức Khổng Tử nói đó. Thi ân báo ân là phong quang hòa nhã. Thi ân bất báo là phi di nhân giả. Tức là thi ân báo ân là gì? Có ân mà báo ân thì mới đúng là người, thì trời đất này mới thuận lý, gọi là phong quang hòa nhã. Còn thi ân bất báo đó mà, thi ân báo ân là phong quang hòa nhã đó. Tri ân bất báo là phi di nhân giả, tức là con người biết ân mà đền ân đó thì là trời đất thuận tình thuận lý. Mà có người biết ân mà không chịu đền ân đó nha, không chịu đền cái ân nghĩa đó đó, thì chưa phải gọi là người. Cho nên chúng ta khẳng định rằng ở trên đời này có người mà biết cái ân cha mẹ cao tột như biển trời lai láng vậy đó, mà không nghĩ đến cha mẹ, không nghĩ đến tổ tiên thì kể như chết rồi, đâu có xứng đáng là người. Chúng ta phải công nhận điều này. Biết cái ân quốc gia thủy thổ nó quằn nặng đôi vai của một con người mà lại phản bội quốc gia dân tộc của mình, làm con giặc trói loàn, thì có xứng đáng là người hay chăng? Cũng chưa phải là người. Biết cái ơn trời Phật cao dời dợi, ơn thầy tổ nặng quằn như vậy đó để khai hóa trí tuệ cho mình, mà phụ ơn tam bảo thầy tổ, có xứng đáng là người hay chăng? Cũng chưa xứng đáng. Tất cả những người xung quanh mình nè, gọi là đồng bào, là thân thuộc với mình đó, mà tất cả những người ở ngoài cái nước của mình đó, người ta cũng hỗ trợ cho nước của mình, giúp đỡ mình về vật chất, về phương tiện đó, mà lại không nhớ ơn người ta. Không nhớ ơn người ta, không nhớ ơn đồng bào nhân loại thì cũng chưa phải là người. Cho nên các anh chị cần phải hỏi lại lương tâm của mình. Cái câu này nè, anh chị hỏi lại lương tâm mình, soi thấu lương tâm mình, hỏi bây giờ mình đã trọn ân cha mẹ chưa? Nếu mình chưa trọn ân cha mẹ là mình chưa phải là người xứng đáng. Anh chị hỏi lương tâm mình lại vậy đó. Bây giờ đối với quốc gia dân tộc này, như không cái mình chưa có làm gì cho quốc gia dân tộc này được, cái chuyện vẽ gian quanh liệt ở trên á, mà mình đòi làm chủ, xứng không? Mình đòi làm chủ, như vậy thì mình có xứng đáng là người ở trong quốc gia hay chưa? Mình có xứng đáng là người trong quốc gia hay chưa? Cần phải hỏi như vậy. Hỏi như vậy. Hỏi như vậy mới xứng đáng. Đó. Anh chị không cần phải hỏi. Đối tượng là tôi. Mà không cần phải hỏi giáo hội của tôi. Mà anh chị cần hỏi ngay lương tâm của mình. Coi, đối với quốc gia dân tộc này, mình đã xứng đáng làm được cái trách nhiệm đó hay chưa?
Nếu mình xứng đáng làm như vậy rồi đó, thì chúng ta rõ ràng là người rồi đó. Rồi đối với trời Phật mình có kính trọng hay chưa? Hay là mình nghe ta bóp méo lịch sử Phật giáo, rồi lạm Phật ông giả tu vậy đó, rồi ông đi khất thực thì cũng là giả, rồi ăn cơm hoàng triều cái mình khinh lờn Đức Phật. Mình nghe bóp méo vậy đó, cái mình nghe con ông Một nói vậy đó, bắt đầu mình khinh lờn Đức Phật, coi chừng tội lỗi muôn đời. Coi chừng cái tội đó đó, cái tội mà bóp méo lịch sử Phật giáo như vậy đó, mà nói Đức Phật mạ liệt vậy đó, coi chừng cũng không phải là người đó. Không phải là người đó. Người không phải vậy đâu. Nhiều khi cái loại gì đó. Nha. Rồi chúng ta nghĩ coi, cũng là đồng bào cốt nhục với nhau trong một mảnh đất quê hương, tại sao chúng ta không biết thương nhau mà lại hạch sách hăm dọa đủ chuyện người ta, mai chuyện này mốt chuyện nọ, mới đầu thì hỏi người ta, cái sau này cái từ từ lên chửi thẳng vào mặt người ta luôn, vậy đó hả? Vậy thì bây giờ chúng ta nghĩ coi, chúng ta đã có cái sự gắn kết với nhau trong một cái tình quốc gia dân tộc, gọi nhau là đồng bào là thân yêu vậy đó. Tôi mong rằng tôi với quý anh chị, chúng ta không có nên thù hiềm với nhau vậy đâu. Quý anh chị ghét tôi đó thì cũng tội nghiệp cho tôi. Mà anh chị hay nghe kỹ những lời tôi nói, là giải thích trình bày trên câu hỏi quý anh chị bằng cách ôn hòa, để không phải riêng quý anh chị hiểu, mà những đồng đạo của tôi hiểu, mà là những người chưa thấy về Phật giáo Hòa Hảo cho người ta hiểu. Quý anh chị ghét tôi chỉ vậy, tại quý anh chị hỏi tôi mới trả lời chứ bộ, chứ nếu không hỏi đâu trả lời chi. Đừng có nhắm vào câu nói người ta cho hỏi thoải mái, rồi muốn hỏi gì hỏi. Đừng có nhắm vậy. Thật sự người ta nói cho mình hỏi thoải mái là cái tâm rộng rãi của tôn giáo người ta. Mà thật sự đạo Phật giáo Hòa Hảo là vậy đó, không có hẹp hòi dĩ kỷ gì đâu, nhưng mà hỏi thì phải lựa đúng vấn đề mà hỏi ha. Chứ không phải người ta nói như vậy rồi mình hỏi ngang xương. Người ta nói vậy mình hỏi không ra công chuyện, mình ta nói vậy rồi mình hỏi còn lòng vòng lẫn quẩn là không rồi vấn đề. Hỏi gì chi vậy? Để cho người ta thấy câu hỏi của mình, rồi người ta nghĩ mình thiếu kiến thức. Hỏi vậy cũng không nên hỏi, tôi nghĩ rằng vậy đó quý anh chị. Vậy thì anh chị hỏi hiện tại bây giờ quý vị đang là cái gì? Hỏi chúng tôi đang là cái gì thì quý vị cũng nên hỏi quý vị là cái gì. Hỏi ngay lương tâm của mình là cái gì? Mình tròn trách nhiệm làm người hay chưa? Cái đạo nhân lương đạo con người nó không phải riêng về Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi phải giữ đâu, mà nó luôn cả anh chị đó. Đã là con người đặt cái bàn chân đi trên cái mặt đất này, đã là con người ở trên đỉnh đầu của mình đã có đội lên cái bầu trời xanh này, thì mình nên biết trách nhiệm mình ra sao. Đã là người sanh trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Người xưa nói vậy đó. Con người vừa mở mắt chào đời thấy mình cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của những kẻ chung quanh rồi. Và cái niên kỷ càng lớn thêm bao nhiêu thì sự nhờ nhõi càng từng tự thêm nhiều chừng nấy. Chúng ta sanh ra làm người chúng ta thọ ơn rồi đó. Như vậy quý anh chị không biết cái ơn, không biết cái nghĩa giữa con người với nhau, như không cái đặt ra câu hỏi vậy bây giờ là gì? Chi vậy? Hỏi quý vị bây giờ là gì? Hỏi chi vậy? Hỏi không đúng vấn đề. Vậy thì có phải là người chăng? Có phải làm người chăng? Chứ hỏi vậy đó. Hay quý vị là loài nào? Bây giờ tôi nhấn mạnh nha, quý anh chị hỏi như vậy đó, có thấu cái nghĩa làm người chăng? Có hiểu hết cái nghĩa làm con người phải như thế nào chăng? Hay quý anh chị là loài nào? Đó. Giống như hỏi ngược lại, tôi hỏi ngược lại anh chị vậy đó. Có hiểu hết ý nghĩa làm người chăng? Có hiểu thấu phải làm người như thế nào chăng? Như tôi nói diễn giải nãy giờ, làm ơn hiểu giùm cái nha. Làm ơn hiểu giùm cái, rồi để mình biết mình là loài nào. Nếu mà được những gì điều như tôi nói vậy đó, là mình biết mình là loài nào rồi đó. Loài người thì phải như thế nào? Chắc chắn là như vậy. Chắc chắn phải là người biết ân là phải báo ân. Làm người không biết ân thì coi chừng chúng ta không báo ân đó, coi chừng không phải là người đó. Nói thẳng mà nghe là như vậy đó nha. Thì ra bây giờ thì không nên hỏi những cái chuyện vu vơ như vậy. Mà những câu hỏi mà nó thuộc về sâu sắc mà nội tâm này nè, mình phải hỏi lại chính mình đó. Mình hỏi ngay lương tâm của mình thì nó rõ hơn vấn đề ha. Thôi bây giờ mời qua câu hỏi khác.
hỏi 23. Đức Phật dạy, trái đất này là nơi của các loài thần, thánh, tiên, người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, thực vật. Dù thành thánh hiền hay thánh dữ vẫn ở trong trái đất, tu theo Phật giáo hòa hảo để thành thánh hiền sao giải thoát được? Cái thuyết mà quý anh chị hỏi như thế này nè, như tôi đọc lại nha. Đức Phật dạy trái đất là nơi ở của các loài thần, thánh, tiên, người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, thực vật nha. Dù thánh hiền hay thánh dữ thì vẫn ở trong trái đất này, tu theo Phật giáo hòa hảo để thành thánh hiền sao giải thoát được? Quý anh chị nên hiểu cái thuyết mà mấy anh chị lấy thần, thánh, tiên mà người, ngạ quỷ, súc sanh ở trong trái đất. Tôi không hiểu quý anh chị học này từ đâu. Không hiểu học từ đâu mà có câu hỏi này. Thật sự cái trái đất á, nó là một cái khối vật chất. Nên hiểu vậy đó. Trái đất là một cái khối vật chất dùng để cho thực vật ở, đúng rồi đó. Mà loài người ở, đúng rồi đó. Mà thần, thánh, tiên, Phật người ta là một cái cõi cảnh giới khác. Cái cảnh giới khác. Mặc dù cái cõi mà thần, thánh, tiên, Phật thì tu tập thì cũng là từ nơi cái mặt đất này mà ra. Nhưng mà cái quốc độ cái cõi người ta khác. Cần phải coi lại ở trong cái sách vở mà diễn tả về 10 pháp giới. 10 pháp giới ở trong cái bầu pháp giới này để chúng ta mới thấy. Mà chắc quý anh chị không có cần coi này đâu. Tại vì quý anh chị cho rằng cái 10 cái pháp giới này nó không bằng cái Phật giới đó ở trong quyền ký. Cho nên chắc là không có cần coi đâu. Nhưng mà tôi nên khuyên mấy anh chị nên cần coi lại 10 cái pháp giới ở trong cái bầu pháp giới này. Thật sự Phật là một cái tầng pháp giới cao nhất ở trong 10 pháp giới. Mà cái cõi ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh đó, thực vật là loài người, nó là nằm ở trong lục đạo luân hồi. Nằm ở trong lục đạo luân hồi của pháp giới. Cái thuyết mà lục đạo luân hồi, cái thuyết pháp giới này đó, đó, nó là những cái thuyết mà được ba đời chư Phật ta công nhận. Gọi là tam thế chư Phật đều phải công nhận cái thuyết này, thuyết 10 pháp giới. Mà cái thuyết 10 pháp giới này đó, nó được tất cả những người trí thức nghiên cứu về Phật học người ta công nhận. Đúng như vậy đó. Thì muốn biết từ pháp giới như thế nào, muốn biết từ cảnh giới ra sao thì cần phải học, phải nghiên cứu. Mà anh chị lại hỏi thần, thánh, tiên, người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, thực vật. Hỏi vậy đó. Rồi cung cấp giáo lý cho mình như thế nào? Hỏi. Mấy anh chị hỏi là thần, thánh, tiên, người, ngạ quỷ, súc sanh, thực vật. Dù thánh hiền hay thánh dữ đó thì cũng ở trong trái đất. Thì vẫn ở trong trái đất. Ủa? Cái từ mà thánh hiền thì tôi nghe. Mà cái từ thánh dữ ở đâu mà ra? Sao anh chị dùng từ nó lạ không vậy? Cái từ này đó giờ trong từ điển tôi chưa hề thấy cái từ thánh dữ. Ở đây nếu mà ai mà coi nghe qua cái clip này của tôi đó, hồi đó giờ có học hỏi từ ngữ kinh điển có biết cái từ thánh dữ không? Nếu biết thì giải thích giùm tôi. Đã là thánh rồi mà tại sao gọi là thánh dữ được? Không hề nghe nói cái từ thánh dữ này xuất hiện. Từ ở trong ở đâu? Nguồn gốc cái từ thánh dữ này là chỗ nào? Không nghe. Không nghe nói thánh dữ là ở đâu? Ở đâu mà ra có thánh dữ? Người ta nghe thánh hiền không hà? Chứ làm gì có thánh dữ mấy ông? Như vậy mà vẫn nói là có thánh dữ đó. Dù thánh hiền hay thánh dữ vẫn ở trong trái đất. Xứng không? Trái đất á, nó là một cái khối vật chất. Mà cảnh giới của thần, thánh, tiên, Phật là một cảnh giới khác. Mà cái cảnh giới của thánh, của bậc A-la-hán là người ta ở trong pháp giới cao hơn mình. Thánh của A-la-hán là người ta ở trong cái pháp giới cao hơn mình nữa kìa. Như vậy thì quý vị có hiểu như thế nào? Ở trong kinh Phật thường người ta gọi là Nam Mô Thường Trụ Tam Bảo Thánh Hiền Tăng không? Nam Mô Thánh Hiền Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Ta thường ta niệm vậy đó. Quý anh chị có nghe thấy cái đó chưa? Có nghe câu đó chưa? Nếu mà chưa nghe thì chúng ta tìm cái cuốn là Nghi Thức Tụng Niệm ở trong Phật giáo, chúng ta coi cho biết nha. Tại vì khi mà đảnh lễ Tam Bảo đó, chí tâm đảnh lễ điều ngự trượng phu đó,
Điều người Trương Phú là chỉ cho Đức Phật rồi. Tam thế chư Phật. Đó. Bắt đầu ta lại một cái. Đó. Chí tâm đảnh lễ. Đó. Pháp môn vô lượng, tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai. Đó. Bắt đầu người ta đảnh lễ một cái. Rồi chí tâm đảnh lễ. Đó. Chư thánh hiền tăng thường trụ tam bảo. Người ta đảnh lễ một cái nữa. Đó là trong cái nghi thức tụng niệm của Phật giáo là đấy. Mà Phật giáo chánh thống người ta là vậy đó. Phật giáo chánh thống. Cho nên thánh hiền tăng là một cái bậc siêu hình giải thoát ở trong đạo Phật. Mà Phật giáo Hòa Hảo, đề cập tới cái bậc thánh hiền này á, là cái thánh hiền ở trong bậc thánh hiền tăng, thánh hiền giải thoát nha. Còn cái bậc thánh hiền của đạo Nho là như là Khổng Thánh nè, như là Á Thánh nè, như là Phục Thánh nè, tức là Khổng Tử, Mạnh Tử và thầy Nhân Hồi đó. Thì cái bậc thánh là bậc thánh trong đời để tiêu biểu cái lối sống thoát tục hơn người thường mà hiểu nhân lưng đạo lý. Còn cái bậc hiền của đạo Nho đó, bậc hiền đạo Nho là cái người hiểu đạo lý, thông thạo về đạo lý của nhân đạo con người. Ta sống đúng đạo lý, nhân nghĩa làm người, thành ra ta gọi là bậc hiền. Mà thánh hiền là gì? Tức là cái người đã từng hiểu đạo thánh, hiểu đạo Nho, mà sống đúng nhân đạo, nhân lưng, ta gọi là thánh hiền của con người. Thánh hiền của con người. Ta gọi chung là vậy đó. Nhưng mà cái từ thánh hiền này nó tốt siêu hơn nữa. Là Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy, như tôi chứng minh ở câu là cư trần bất nhiễm là người thánh đó. Lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền. Quý anh chị nhà căn cứ cái câu này của tôi nè, mới hỏi ra là thánh hiền sao giải thoát được. Xin thưa với quý anh chị rằng cái câu mà cư trần bất nhiễm là người thánh của tôi chứng minh đó, Đức Thầy nói đó. Lẫn tục đừng mê chứng bậc hiền đó mà. Thì cái câu này chỉ cho ngay cái bậc thánh hiền của đạo Phật. Thánh hiền của đạo Phật là cái bậc siêu xuất sanh tử, không còn nhiễm vào thế tục. Người ta đoạn lìa được kiến hoặc và tư hoặc, tức là những nhiễm ô phàm trần của thế tình không có. Thành ra mới gọi là thánh. Còn cái bậc mà lẫn tục đừng mê đó, là người ta thấm nhuần đạo lý, thấm nhuần đạo lý của chư Phật. Cho nên ở trong cái cõi đời, người ta cứ việc giữ giới, người ta hành đạo, người ta công phu đó, ta không mê cõi đời cặn bã hôi tanh. Đấy không? Ta không có mê cái danh dự hảo quyền mà ngồi một chỗ đó rồi nhìn trên trời dưới đất thấy ai cũng nhỏ bé hơn mình. Ta không mê cái chuyện đó đâu. Ta không mê một cái danh dự hảo quyền chi mà cái thời mà Hùng Thí Loan, vua Văn Lang mới được cái cuốn đó, tới bây giờ mới được công khai ra. Ta không mê chuyện đó đâu. Đó. Ta không mê cái chuyện đó. Ha. Thì ra mấy anh chị nên hiểu vậy đó. Cái người hiền ở trong đời là người ta thấm nhuần đạo lý, thấm nhuần nhân luân, để người ta sống đúng nhân nghĩa đạo lý, sống đúng với lời Phật dạy, để gọi là người hiền. Mà cái câu là cư trần bất nhiễm là người thánh Phật giáo hảo là nhắm vào hai cái bậc này nè. Cái bậc mà thánh ở trong Phật giáo là bậc A-la-hán, siêu xuất sanh tử. Còn cái bậc hiền là cái bậc hiền ở trong cuộc đời này, đó là thánh của đạo Nho. Đó là thánh của đạo Nho đó. Một cái bậc thánh ở trên đó là tiêu biểu thánh của Phật giáo. Còn cái bậc hiền ở dưới á, là tiêu biểu hiền của đạo Nho. Phân tách rõ vậy đó cho quý anh chị hiểu nha. Chứ không phải nói thánh là không có giải thoát. Mình hiểu thánh không có giải thoát là mình lầm á. Mình lầm. Làm sao giải thoát được, mình hỏi như là mình lầm. Tại vì thánh có nhiều bậc thánh lắm. Thánh của đạo Nho khác, thánh của đạo Phật là khác. Hiểu như vậy mới được. Thôi bây giờ để nói rồi mới anh chị hiểu nha. Mới mốt cần phải học lại 10 pháp giới của chư Phật. Rồi ha, đặt ra mấy câu hỏi mà có liên quan tới thần thánh tiên Phật, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục nghe. Học pháp giới lại đi, rồi bắt đầu mình hỏi cho nó kỹ một chút, chứ đều phải dùng từ cho nó kỹ một chút nè. Thánh hiền là thánh hiền, mà người thường á mình gọi là người phi thánh. Mình gọi là gì đó, thí dụ bây giờ hỏi vậy nè, tôi chỉ cho hỏi không. Hỏi dù thánh hiền hay là phi thánh, tức là người thánh hiền hoặc giả là người chưa phải là thánh. Mình hỏi vậy nó đúng ấy. Chứ đừng gọi thánh hiền hay thánh dữ. Ông mẹ ơi, trên đời như thế tôi mới nghe dùng cái từ thánh dữ mấy cha. Nên hỏi gì thì không có được nha. Mình dùng cái từ cho nó đúng đàng hoàng. Thánh hiền hay là bậc phi thánh, tức là chưa phải là thánh. Như vậy thì cũng ở trong trái đất này. Hỏi vậy nó hay. Mà mốt dùng từ cho đúng lại, chính xác, nghĩa ngữ đàng hoàng. Rồi chúng qua câu hỏi khác. 24. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 10 danh hiệu. Không có danh hiệu nào là thánh. Tu theo Phật giáo Hòa Hảo để thành thánh giả, không phải thành Phật.
sao còn gán thêm danh từ giải thoát? Tới đây thì là một cái vị đưa ra câu hỏi số 4 này là cái vị này có Phật học đó, có nghiên cứu về học Phật. Bởi thành ra vậy tôi mới biết là trong 47 câu hỏi này là nhiều người soạn lắm, chứ không phải là mình ên 12 anh chị soạn đâu. Cũng có lúc là mấy anh chị cũng soạn đựng câu, thí dụ câu mà có hỏi là có phải là người chăng đó, câu nãy không chừng mấy anh chị soạn đó. Nhưng mà tới câu này là cái người có học Phật đã soạn, là tôi hiểu là cái chuyện vấn đề tới mức độ là tôi biết câu này là người có nghiên cứu đạo Phật người ta soạn. Người ta mới biết được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 10 danh hiệu chứ, đúng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 10 danh hiệu. Nhưng mà nào là thánh? Tu theo Phật để thành thánh, tu theo Phật giáo Hòa Hảo để thành thánh giả. Thưa với quý anh chị, trong 10 cái danh hiệu đó đó, nó có một cái danh xưng mà ở trong kinh Phật thường hay dùng mà quý anh chị chưa có hiểu, chưa có coi tới. Thành ra tôi xin nói rõ là 10 cái danh hiệu mà chúng ta hiểu cơ bản đó là Như Lai ứng cúng chánh biến tri mình túc thiện thể thế gian giải đó, Điều Ngự Trượng Phu Phật Thế Tôn đó mà, vân vân. Thì những cái danh hiệu đó là 10 cái danh hiệu cơ bản là nói được ý nghĩa của một Đức Phật. Đức Phật là bậc Như Lai, Đức Phật là bậc ứng cúng, sẵn sàng có đủ cái phước đức trí tuệ để tiếp nhận cái sự cúng dường của người thế gian, đây gọi là Đức Phật là bậc ứng cúng. Đức Phật là chánh biến tri, và Đức Phật là bậc minh hạnh túc. Từ cái chánh biến tri đó đó, cái biết của Đức Phật đều đúng, đều chánh hết. Và cái hành của Đức Phật đó, nó đều là sáng suốt hết á. Thành ra mới gọi là chánh biến tri và minh hạnh túc. Thì từ nơi cái danh hiệu mà chánh biến tri minh hạnh túc này nè, nó mới có một cái danh hiệu mà các chư tỳ kheo ở trong hàng tăng đồ của đạo Phật trước kia thường hay gọi Đức Phật Ngài là bậc Đại A-La-Hán. Mà đã là bậc Đại A-La-Hán thì chúng ta còn gọi rõ hơn nữa, Ngài là bậc Đại Thánh. Ngài là bậc Đại Thánh. Cho nên chúng ta đọc ở trong những cái tác phẩm nói về Phật giáo đó, của bên Nguyên Thủy Phật giáo đó, quý vị đọc cái cuốn mà Cuộc Đời Đức Phật, cái cuốn Cuộc Đời Đức Phật của một cái vị tăng lữ bên Nguyên Thủy Phật giáo, tức là Ngài Đại Đức, từ đó là Ngài Đại Đức đó, Nã Ranh Đà đó, thì chúng ta mới thấy được cái cuộc đời Đức Phật qua cái nhìn của Nguyên Thủy Phật giáo. Cuộc đời Đức Phật qua cái nhìn của Nguyên Thủy Phật giáo. Thì trong cái cuốn mà cái quyển sách gọi là Đức Phật và Phật Pháp này nè, thì có nêu ra một cái danh hiệu mà khi xưa trong cái hàng tăng lữ của đạo Phật gọi Đức Phật là bậc Đại Thánh. Thí dụ bây giờ các tỳ kheo thường hay nói với Đức Phật kính bạch Buddha, chưa? Kính bạch Buddha tức là nói đúng cái danh từ tiếng Phạn là Phật đó. Kính bạch Buddha, Ngài là bậc Đại Thánh, Ngài là bậc Đại A-La-Hán, cho nên hôm nay xin Ngài hãy từ bi khai ngộ cho hàng tứ chúng con được hiểu rõ hơn về như thế nào là cái nghĩa của các pháp thế gian và pháp xuất thế. Điển hình là như vậy. Cho nên từ nơi cái nghĩa của minh hạnh túc và chánh biến tri này, thì ở trong Phật giáo Nguyên Thủy đó, cái quyển mà Đức Phật đối với Phật Pháp đó, Đức Phật và Phật Pháp đó, thì mới có thêm một cái danh hiệu nữa, gọi Đức Phật là bậc Đại A-La-Hán hay còn gọi là bậc Đại Thánh. Đó, thì chính là cái chỗ mà gọi Đức Phật là bậc Đại Thánh đó mà. Chính là cái chỗ gọi Đức Phật là bậc Đại Thánh, thành ra chúng ta có thể gọi Đức Phật là Thánh. Cho nên Đức Huỳnh Giáo Chủ gọi nè, Đại Thánh là Phật Thích Ca. Nhưng mà còn bị người khinh bán huống ta phàm trần. Đức Phật là bậc Đại Thánh cao vời như vậy đó mà còn bị người ta bóp méo, người ta nói giả tu nữa đó, chịu đời nổi không? Người ta nói Đức Phật đi khất thực là giả đó đó. Người ta cho Đức Phật ngồi gốc bồ đề cũng là giả đó. Rồi cái y áo Đức Phật mặc đó mà được vợ mua giải mai cho mặc, người ta nói vậy đó đó. Chịu đời nói không? Người ta vẫn cứ nói như vậy. Cho nên cái vấn đề mà người ta nói như vậy là người ta hiểu sai về Đức Phật. Người ta hiểu sai về Đức Phật, hiểu sai vô cùng. Hiểu mà hiểu lệch lịch sử Phật giáo luôn, hiểu mà hiểu tai hại. Chính cái sai đó đó, cái hiểu tai hại đó, phải chỉ mình hiểu mình ơn mình thì đâu có gì đâu. Đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Mà mình lại đi phổ biến cho nhiều người khác hiểu cái sai giống như mình. Đó. Phổ biến cho nhiều người khác hiểu cái sai giống như mình vậy thì chết rồi. Tiêu mạng rồi không còn gì nữa chứ.
Cho nên anh chị cần phải đọc cái quyển là Đức Phật và Phật Pháp, chúng ta mới thấy thêm một cái danh hiệu của Đức Phật nữa, là Đức Phật là bậc Đại Thánh. Cho nên Đức Quỳnh Giáo Chủ chúng tôi gọi Đại Thánh là Phật Thích Ca là đúng đó. Đúng. Còn mấy anh chị đề cập nè, tu theo Phật giáo hảo để thành thánh giả, chứ không phải thành Phật, sao gọi thêm danh từ giải thoát, sao gán thêm danh từ giải thoát? Thưa quý anh chị, cái bậc thánh giả Đại Thánh đó là cái bậc giải thoát rồi còn gì nữa. Thành ra chúng ta gọi cho bậc thánh giả giải thoát đúng chứ không có gì là sai. Mà quý anh chị hiểu là hiểu sai, mà từ nãy cái hiểu sai đó đó mới hỏi sai. Hiểu là hiểu sai rồi hỏi sai, mà có gọi là hỏi hiểu chưa tới đó. Hiểu chưa có tới nút đó. Hiểu chưa có đúng si nhê đó. Ở ngoài đời ta gọi là vậy. Tức là hiểu đúng si nhê rồi, là ta hiểu tới mức rồi, ta không hỏi vậy đâu. Ta biết bậc Đại Thánh như thế nào, bậc thánh giả như thế nào là giải thoát được rồi đó. Thôi bây giờ chúng ta qua câu hỏi khác. Câu hỏi 25. Tu theo Phật giáo Hòa Hảo là để cùng lúc về cả hai nơi này, hay là chọn một trong hai nơi để về? Hai câu hỏi này thì nó có thiện chí một chút đó. Tức là muốn tìm hiểu về câu hỏi số 25 này, và tôi không có đánh dấu là câu hỏi cảnh khóe. Câu hỏi này là câu hỏi có ý, cũng có thiện chí. Tức là bây giờ mấy anh chị hỏi đó, như tôi nói là tu theo Phật giáo Hòa Hảo là về cực lạc, hoặc giả là thành tựu thế gian là Niết Bàn. Thì mấy anh chị mới nói là tu theo Phật giáo Hòa Hảo để có hai nơi, hai cảnh giới mà tôi nói vậy đó. Vậy thì cùng lúc về hai nơi này, hay là một chọn một trong hai nơi để về? Thì tôi cũng xin trả lời với quý anh chị á, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi tu có hai cái dạng trình độ để chứng đắc. Cái dạng trình độ mà thượng thừa, trình độ cao đó mà. Cái trình độ mà liễu ngộ thông suốt về chân lý pháp môn. Đúng không? Hiểu như thế nào là cảnh giới chứng đắc, như thế nào là pháp tu học cho nó rõ ràng căn bản đó. Hành thiền cho thấu đáo thì chứng Niết Bàn tại thế. Đó. Mà kiêm thêm niệm Phật đó để cầu giảng sanh cực lạc đó, thì tương lai thì là thành tựu quả vị giảng sanh. Gọi là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc đó mà. Hưởng công niệm Phật rất yên lành. Cho nên vì vậy thì cùng lúc mà về cả hai nơi thì không được. Không có khi nào mà cùng lúc mình ăn được hai chén cơm. Bây giờ mấy anh chị lên cái bàn ăn đó, dọn ra. Cái sức người ăn khỏe người ta ăn hai chén trong một bữa ăn, hoặc giả là ăn ba chén ở trong một bữa ăn. Ví dụ là vậy. Mà cái sức người ăn yếu đó, người ta ăn một chén ở trong một bữa ăn thì cũng là một bữa ăn. Thì cũng là một bữa ăn. Một kiếp tu hành nó tùy theo trình độ của mỗi người. Ha? Một kiếp tu hành thì nó tùy theo trình độ của mỗi người. Đó. Cái người mà trình độ cao thì người ta tu từ bậc người ta chứng tất cả những cái pháp môn mà ta cần hướng tới. Bằng chứng là cái trình độ cao như là Thái tử Siddhartha đó. Khi mà 6 năm ngày tìm đạo và ngày học với ngày Quá Độ Lâm Phất đó mà. Cái điều này lịch sử Phật giáo nói rất rõ. Anh chị cần phải học nữa đó. Thì trong giai đoạn mà tu học trong vòng 6 năm như vậy đó. Thì Ngài đã chứng tứ thiện. Nhưng mà sau này đến cái giai đoạn là Ngài tự tu tự ngộ. Thì Ngài lại chứng luôn tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông. Đó. Thành tựu quả vị vô thượng bồ đề. Cho nên ý tôi nói rằng. Cái người tu mà trình độ giỏi đó, ở trong Phật giáo Hòa Hảo là người ta hiện đời là người ta chứng đắc. Là kết quả là đạt đến mức độ là tâm ta chẳng còn sao động. Trí ta tỏa rạng chăng rằm, một màu sáng suốt, không nhiễm ô cảnh ngoại, dứt tiệt hết các sự phàm trần, là người ta đạt chánh định ở hiện tại. Là trong tương lai đó là người ta giải thoát. Mà giải thoát cảnh giới đó là cảnh giới tịch tịnh thường cư vắng lặng mà cái người chưa tu tập không thể thấy được. Nếu mà cái cảnh giới đó bày ra cho cái người thế gian thấy được thì đâu phải là cảnh giới tịch tịnh thường cư. Nó là cảnh giới loạn động, nó là cảnh giới của vọng, của trần, của thức, chứ đâu phải là cảnh giới tịch tịnh đó. Tôi nói với quý vị, giáo pháp cao siêu là chỗ này mà quý vị cần phải học. Thí dụ bây giờ mình nói Phật giới đi. Phật giới trong Quyền Ký thí dụ vậy không?
mà mình còn diễn tả Phật giới như vậy như vậy như vậy như vậy đó thì nó chưa phải gọi là cao siêu. Mà có những chỗ, thí dụ như Phật giới, quý anh chị nói là Phật giới này có những chỗ không diễn tả được mà vào đó mới biết, thì cái chỗ đó đó mới thể hiện được cái sự cao siêu của mình. Đi học võ đó, đi học võ là học hết cơ bản, hết những cái thế võ cần phải học. Nhưng mà ông thầy võ sư cũng nói rõ ràng, ở trong võ học, cái tinh hoa của võ học nó thâm thẳm màu nhiệm, có những cái mà các đệ tử, các con không thể học được hết đâu. Từ trong một thế võ này, nó có thể khi mà các con nhừng nhuyễn, nó sẽ tự động phát sinh ra nhiều thế võ khác, gọi là thế sanh thế. Thế sanh thế, tức là trong một thế võ nó sanh ra nhiều thế võ khác ở trong một cái môn phái võ người ta. Thành ra đó là cái tinh hoa của võ học mà cái người võ sinh chưa có thể thấu đáo được, mà phải luyện tập lâu ngày trong cái môn võ của mình mới có thể thấu được. Còn giáo pháp của Như Lai nó nhiệm màu lắm thưa anh chị. Giáo pháp Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi cũng vậy đó, tuyệt vời vô cùng. Cho nên có những cái cảnh giới khi tới mức cuối cùng thì người ta mới đạt tới được, gọi là ngày chung cuộc đó mà. Câu niệm Phật để chờ ngày chung cuộc mới đạt tới được thôi chứ. Thì làm sao hiện tại? Hiện tại thì đạt chứng được nếu mà anh tu giỏi. Còn anh tu mà anh tu dở đó thì phải anh phải chọn một à. À thí dụ như bây giờ tôi tu yếu thì tôi sẽ chọn cái cảnh cực lạc, sau này tôi giảng sanh, tôi cứ miệt mài niệm Phật như vậy, tôi hết lòng tin pháp tu trình độ như vậy thì tương lai tôi giảng sanh. Đó là tôi chọn một trong những nơi chúng tôi về. Còn cái người ta hiểu về cái giá trị của đời tăng dân thánh đức đó thì như thế nào? Ta hiểu giá trị cái đời tăng dân thánh đức xong rồi đó thì ta nói tôi quyết tôi sống cho trọn vẹn, giữ tròn nhân đạo, tứ ân thập thiện để chúng tôi được sống cái đời thượng quân tăng dân thánh đức. Ví dụ vậy trong đạo chủ trương thì người ta đã chọn cái cảnh giới người ta về. Cho nên giống như là một cái bữa ăn, có người ăn ít, có người ăn nhiều thì cũng là một bữa ăn. Tu nó cũng vậy đó, tu theo Phật giáo Hòa Hảo cũng vậy đó. Có người tu giỏi thì người ta đạt hai cái luôn, từ hiện tại cho tới tương lai người ta đạt, ta thấu đáo hết. Mà có người người ta tu chưa tới như vậy thì người ta chọn một để người ta về thôi, ta hướng về thôi. Thưa quý anh chị, đây là một câu hỏi có thành ý, hiểu có thành ý. Thành ra thôi, cũng cảm ơn cái người soạn câu hỏi 25 này nha. Chắc cái người này chắc là cũng là cũng không có hiềm khích nhiều với Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi đâu. Thành ra họ hỏi một câu cũng được. Thôi bây giờ xin cho qua câu hỏi số 26. Câu hỏi 26. Ông Thích Nhật Từ, chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định Đức Phật còn không biết Niết Bàn ở đâu, Đức Phật còn bó tay chấm cơm. Vậy tu theo Phật giáo Hòa Hảo là để về Niết Bàn là về đâu? Thì thưa với quý anh chị, đừng lấy đối tượng này mà đặt để cho cái đối tượng khác, không được. Thậm chí đó, tôi và thầy Thích Nhật Từ mặt mày cũng hơi giống nhau. Tôi và thầy Thích Nhật Từ thì cái người quy ngưỡng cũng không có đồng với nhau. Tôi thì quy ngưỡng với đạo Phật giáo Hòa Hảo, còn thầy Thích Nhật Từ thì là tăng sĩ hiện thời của đạo Phật. Đúng không? Tăng sĩ hiện thời của đạo Phật ta gọi là tăng sĩ chính quy đó mà. Đó. Có chức sắc ở trong đạo Phật. Thì cái chuyện mà thầy Thích Nhật Từ đó, chức sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định Đức Phật còn không biết cõi Niết Bàn ở đâu đó, thì cái này là quý anh chị làm như du quan cho thầy Nhật Từ. Tôi đã cũng có từng nghe về thầy Thích Nhật Từ. Tôi có từng nghe về thầy Thích Nhật Từ chứ, thầy cũng diễn tả Đức Phật đã vào Niết Bàn khi mà ngài diễn tả về cuộc đời Đức Phật dạy trong học viện Phật giáo Việt Nam. Thì nhưng mà cái cảnh giới Niết Bàn đó đó thì riêng thầy Nhật Từ nói trên văn tự, nhưng mà thầy cũng khẳng định là không có diễn tả được. Không diễn tả được như tôi nói vậy. Chứ không phải là thầy Thích Nhật Từ không biết Niết Bàn ở đâu mà Đức Phật đặt tới. Nói vậy là du quan cho người ta. Người ta biết đó chứ, ta có học đó chứ, ta có hiểu đó chứ, nhưng mà cái khẳng định và cái diễn giả một cách chi tiết về Niết Bàn thì ta diễn giả không được. Tại vì nó sâu quá đi, nó tịch tịnh, nó vắng lặng, nó đặc biệt quá đi, người ta diễn giả không được thôi.
chứ không phải ta không biết. Biết trên văn tự có học hỏi là người ta biết đó, nhưng mà diễn tả chi tiết thì làm sao diễn tả được vậy? Thành ra mấy anh chị gọi là ông Nhật Từ, gọi vậy thì nó hơi khiếm nhã với người ta. Người ta là cũng là bậc xuất gia, là đại đức, là thượng tọa ở trong Phật giáo Việt Nam, thì mới mốt có hỏi. Thì ví dụ mình gọi vậy là thượng tọa Nhật Từ, hỏi gì là tôn trọng người ta đó, mình gọi ngay cái chức danh của người ta, cái giá trị thực của chức sắc người ta. À, còn không thì mình hỏi, mình gọi một cái danh từ nghe nó dễ thương chút, gọi là thầy Nhật Từ. Mình hỏi vậy thì nghe nó được hơn chút. Thầy ở đây là thầy tu đó mà, tức là thầy ở trong giáo hội đó, mình gọi vậy thì nghe nó được hơn chút đó. Thật sự tôi biết á, khi mà đặt ra câu hỏi 26 này, quý anh chị muốn kéo giữa cái mối nghi ngại năm xưa giữa Phật giáo Hòa Hảo và cái sự nhìn nhận lầm lẫn của thầy Nhật Từ. Nhưng mà chuyện này đã giải quyết lâu rồi đó. Mà bên giáo hội Phật giáo Việt Nam đó, tôi thưa với anh chị là người ta đúng nghĩa là một người tu đó. Người ta có chân thành lắm đó nha, chứ không phải là không có đâu. Người ta viết văn bản, người ta xin lỗi này kia, mà ta nói đầy đủ chi tiết về cái lời xin lỗi ta, chứ không phải ta xin lỗi theo kiểu qua loa cầm chừng. Và khi mà người ta đã xin lỗi rồi, người ta hứa không bao giờ người ta vi phạm. Ta không đặt ra mấy câu hỏi gì mà hạch sách thiên hạ khi mà mình đã xin lỗi rồi. Người ta cũng không có đề nghị nữa. Khi mà người ta chấp nhận ta xin lỗi rồi, người ta không có đề nghị chuyện này chuyện kia. Nó không phải đề nghị xin lỗi rồi mà đề nghị người ta treo bảng. Không có làm cái chuyện đó. Xin lỗi sao đề nghị được. Ta không làm chuyện đó. Mà ta hiểu ý nghĩa của cái bức thư xin lỗi, thành ra ta xin lỗi chân thành lắm đó. Xin lỗi chân thành lắm. Nha. Và cái chuyện giữa Phật giáo Hòa Hảo và thầy Nhật Từ thì nó qua lâu rồi. Chúng tôi không có khơi dậy đâu. Và hiện tại thì giữa Phật giáo Hòa Hảo và thầy Nhật Từ cũng chẳng còn gì để mà hiểu lầm lẫn nhau nữa. Nha. Cho nên quý anh chị đừng đề cập thầy Nhật Từ vào trong này, để tiếp tục làm những cái việc khơi lại kỷ niệm năm xưa. Nhưng mà cái chuyện mà thầy Nhật Từ không biết nếu bạn ở đâu, là quý anh chị nói như vậy tức là quá quá xem nhẹ kiến thức của thầy Nhật Từ. Người ta đường đường cũng là một cái phó viện chủ, phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam ở tại Sài Gòn, chứ tại sao không biết? Ta biết chứ sao không biết? Mà tại vì diễn giả chi tiết là người ta diễn giả không được thôi, chứ không phải ta không biết đâu. Mấy anh chị nói vậy là sai đó nha. Nói vậy là mốt phải xin lỗi thầy Nhật Từ lại đó, xin lỗi lại đó, chứ người ta là phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam, làm sao ta không biết đó. Nói vậy là sai, còn bó tay chấm cơm. Chưa bao giờ mà trong cái băng đĩa nào mà thầy Nhật Từ khẳng định là niết bàn là thầy bó tay chấm cơm. Chỉ là diễn tả không được thôi, thành ra mới dùng cái từ bó tay chấm cơm. Diễn tả không được thôi, chứ không phải là công nhận niết bàn không có nghe. Chứ đừng nói người ta như vậy. Vậy tu theo Phật giáo Hòa Hảo để về niết bàn là về đâu? Cái cõi niết bàn, quý vị muốn cõi niết bàn ở đâu đó thì ráng tu đi biết. Hành giới định huệ căn bản, tu tập căn bản, giới thì giữ tròn giới, định làm sao cố gắng nhập vào chánh định, trí tuệ làm sao cho sáng ngời để phân biệt rõ tất cả các pháp thiện giả, hiểu rõ con đường mình đang tu, đang học, thì lần lần quý vị tiến vào niết bàn là biết. Đừng có hỏi cõi đó đâu, là về đâu. Về niết bàn là về ngay cái nội tâm tịch tịnh thường cư vắng lặng của mình, của mỗi chúng sinh hằng có. Tôi khẳng định với quý vị là vậy đó. Tôi xin nói lại nha, về niết bàn là về cõi mà vắng lặng tịch tịnh thường cư mà chúng sanh hằng có trong nội tâm, ta gọi là niết bàn tự tánh đó. Chứ vậy đâu, về đâu vậy? Về ngay niết bàn tự tánh của chính mình chứ về đâu. Mà mấy anh chị hỏi như vậy thôi, mai mốt cần phải xin lỗi thầy Nhật Từ nha. Mai mốt gửi cho tìm cách dân xin lỗi thầy Nhật Từ đàng hoàng á. Và tôi cũng xin nói với quý Phật tử của thầy Nhật Từ và riêng thầy Nhật Từ, tôi ở đây tôi kêu gọi quý anh em này xin lỗi thầy rõ ràng. Quý anh em này hiểu sai cho thầy. Thầy đã có khẳng định niết bàn đàng hoàng, học viện phó viện trưởng học viện mà, tại sao du quan cho thầy kỳ vậy? Mình muốn xin lỗi người ta, tại vì mình nói sai cho người ta. Và cũng xin nói là niết bàn là niết bàn tự tánh, tìm về tự tánh của chính mình chứ tìm về đâu vậy? Hỏi như vậy thì quá du dơ, quá mờ hồ. Thôi cho qua câu hỏi khác đi. Câu hỏi 27. Niết bàn là thanh tịnh, cực lạc
là vui cực đại là hai nơi khác biệt hoàn toàn. Vậy rốt cuộc nơi nào mới là nơi để về của Phật giáo Hòa Hảo? Hỏi nãy giống như trong hai cõi chọn một để về hay là về cả hai đó. Thì câu hỏi này nó đâu khác câu hỏi nãy đâu. Nè, câu hỏi nãy là câu hỏi 25. Rồi câu hỏi này là câu hỏi 27. Như vậy thì cái anh mà soạn câu hỏi 25 này nè, cũng hiểu cái ý vậy đó, soạn cho câu hỏi 25. Nhưng mà cái anh hỏi câu hỏi 27 này nè, thì anh cũng hiểu ý vậy đó, nhưng mà anh dùng từ chi tiết hơn. Anh hỏi câu hỏi 25 đó, thì anh không có dùng từ chi tiết, anh hỏi một trong hai cõi là về cõi nào. Nhưng mà cái anh hỏi câu hỏi số 27 này chịu khó lắm, dùng từ cho nó chi tiết một chút. Cho nên hỏi Niết Bàn là thanh tịnh, cực lạc là vui cực đại. Dùng cực lạc vui cực đại nó không phải, mà mốt sửa lại nha. Mình dùng cực lạc là tột vui, tức là nó không có cái vui nào bằng cảnh giới vui đó. Từ chánh báo, y báo, trang nghiêm, chứ đừng dùng cái từ cực lạc là có vui cực đại. Nói vậy ta cười mình đó, tức là mình không hiểu từ ngữ. 11. Dùng từ, soạn câu hỏi, nghiên cứu từ ngữ cho nó kỹ lại đàng hoàng. Cực lạc là phải dùng cái từ cực lạc là cõi vui tột độ. Còn Niết Bàn là cõi hoàn toàn thanh tịnh, chứ mình dùng từ thanh tịnh không thì chưa. Cho nên hỏi đó, mình nói hỏi như thế này. Thí dụ, Niết Bàn là cõi hoàn toàn thanh tịnh, cực lạc là cõi tột vui, là hai nơi khác biệt hoàn toàn. Đó. Mà hỏi vậy thì mình cũng chưa hiểu rõ vấn đề. Tại sao? Ở đây tôi xin nói cho quý anh chị nghe. Trong cực lạc có bốn cõi, nhưng mà cái cõi cao nhất ở trong Kinh Hoa Nghiêm diễn tả gọi là thường tịch quang tịnh độ đó, thì cõi này là cảnh giới cao nhất của chư Phật nhập vào. Thì cõi thường tịch quang tịnh độ đó, thường tịch quang tịnh độ đó mà, thì nó đồng nghĩa với cõi Niết Bàn, nó đồng với cõi Niết Bàn hoàn toàn thanh tịnh đó. Còn cái cõi gọi là thật báo trang nghiêm tịnh độ là cái cõi này là hoàn toàn trang nghiêm vắng lặng, cái cõi đó của Bồ Tát thực hành cái hạnh thật báo trang nghiêm để mà phổ độ chúng sanh, cũng là ở trong an trú trong cực lạc mà gọi là cực lạc thật báo trang nghiêm. Còn ở cảnh Niết Bàn hữu dư y đó, hữu dư Niết Bàn thì cảnh này nó vui, nó tột độ trong nội tâm, không có cõi nào bằng, nhưng mà nó chỉ là cái phương tiện để cho hàng thánh giả thanh văn tiến lên tới cõi thường tịch quang. Thành ra trong Kinh Hoa Nghiêm diễn tả cõi này là cõi phương tiện hữu dư tịnh độ. Nhưng mà cái cõi mà chúng sanh hướng tới ở trong cái pháp môn tịnh độ là cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ. Cái cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ là cõi này là cõi Đức Phật A Di Đà nhắc tới. Cả hải chúng thải đều vững chắc, toàn dân lành, đâu có đắn đo, dứt ái ân quyến thuộc, rồi chuyện trò, thoát sống khổ thương yêu, rồi lại ly biệt. Thoát sống khổ thương yêu ly biệt, tức là không còn dính líu vào cõi thương yêu ly biệt của như là thế gian nữa, mà là cái cõi phàm thánh đồng cư tinh độ là như vậy đó. Nó tuyệt vời như vậy đó. Nên về cõi đó thì khỏi lo cái cõi mà thương ghét lẫn nhau giận hờn thì nó không có hiện ở chỗ đó, không có hỏi hạch sách với nhau vậy. Cố gắng tôi và anh chị tìm về tới đó, tìm về cực lạc an vui để chúng ta cùng nhau là thượng thiện nhân, để chúng ta hưởng cái mùi sen báo cực lạc, để chúng ta nghe được pháp Phật. Tìm về tới đó đi anh chị, để sống ta bà này chi khổ quá, chút xíu mà hạch sách qua lợi chi. Nhân ngã bỉ thử thương ghét đủ chuyện ở trên đời chứ. Cho nên tôi nói rằng cái cõi Niết Bàn và cõi thường tịch quang tịnh độ nó là một, nó là một chứ không phải hai nơi, không phải hai nơi. Quý anh chị hiểu gì là sai vấn đề đó, tức là hiểu chưa thấu đáo về Phật học. Có biết từ ngữ Phật học đó, nhưng mà hiểu chưa thấu đáo về cái nghĩa của Niết Bàn và cái nghĩa của thường tịch quang tịnh độ cực lạc. Cho nên không thể phân ra hai được mà gọi là một thôi. Gọi là một. Thường tịch quang tịnh độ và cõi Niết Bàn chỉ có một. Vậy rốt cuộc nơi nào mới là nơi về của Phật giáo Hòa Hảo thì đó. Phật giáo Hòa Hảo đang hướng về hai nơi trong một đó, tức là thường tịch quang tịnh độ. Đó là cõi đó đó. Thưa quý anh chị, đó quý anh chị nên nhớ kỹ. Phật giáo Hòa Hảo hướng về thường tịch quang tịnh độ, đó là cái cảnh giới trình độ cao như tôi nói lúc nãy. Còn trình độ thấp đó, trình độ mà chỉ nhờ Đức Phật tiếp độ và nhờ tha lực của Phật dẫn mình cái lúc cuối đời tiếp dẫn đi giảng sanh, đó gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ.
thì nó cũng nằm trong bốn cõi tịnh độ đó mà thôi nha. Rồi bây giờ anh hiểu, anh chị hiểu chưa? Niết bàn thanh tịnh mà anh chị nói đó và cực lạc của thường tịch quang đó thì nó chỉ là một thôi chứ không phải hai nơi. Và Phật giáo Hòa Hảo hướng về cõi thường tịch quang tịnh độ là tuyệt đối, tuyệt đối nhất, hướng gì đang hướng gì đó đó. Rồi bây giờ chúng ta qua câu hỏi khác. Câu hỏi 28. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy nước trời cực lạc thuộc cõi trời hữu sắc, thuộc vòng hoàng đạo ba của tam giới. Có câu tam giới vô an du như hỏa trạch, nghĩa là cực lạc vẫn còn trong sinh tử luân hồi, sao giải thoát được? Dạ thưa, làm ơn làm phước hiểu cái cõi tam giới là cõi nào dùm cái nha. Mà hỏi cực lạc nó có nằm ở trong tam giới thì hỏi vậy thì ta cười mình chết anh chị ơi, ta cười chết luôn á. Cực lạc xưa nay là siêu xuất tam giới, ra khỏi tam giới, chứ nó không nằm trong cái cõi nhà lửa của tam giới. Mà quý anh chị đưa ra cái thuyết nè, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy là nước trời cực lạc thuộc cõi trời hữu sắc. Ủa, Đức Phật đã dạy cái này nào? Trong kinh nào? Trong điển nào? Trong lời nói nào của Đức Phật? Sao tôi không thấy? Không hề thấy. Không hề thấy nha. Chưa bao giờ mà Đức Phật lại nói là nước trời cực lạc là cõi trời hữu sắc ở trên á. Nước cực lạc nếu mà nằm trong cõi trời sắc giới thì làm sao gọi là cực lạc được? Tại vì sắc giới thì người ta vẫn còn phải chịu khổ. Vẫn còn sống trong cái thức tâm, thức biết, vẫn còn phân biệt vậy. Thì cõi trời hữu sắc là như vậy đó. Thì như vậy thì làm sao gọi là cực lạc cho được? Mà cõi trời, mà cái cõi cực lạc là người ta sống ta không còn phân biệt ở trong sắc tướng nữa, trong nhân ngã nữa, trong âm thinh nữa, mà người ta toàn một cảnh giới trang nghiêm vắng lặng. Trời ơi, nó tuyệt vời, nó đặc biệt vậy đó mà anh chị lại gọi là cái cõi cực lạc là cõi hữu sắc thuộc dòng hoàng đạo ba. Ông mẹt ơi, cái cõi cực lạc mà dòng hoàng đạo ba của tam giới thì hoàng đạo ba là hoàng đạo nào mấy ông? Tam giới thưa quý anh chị nó có ba cõi nha, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhớ kỹ vấn đề này. Như vậy thì dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó là cái cõi tam giới, nhưng mà cho dù nó như thế nào đó thì nó vẫn gọi là nhà lửa. Chúng ta nằm trong cõi dục gọi là dục giới. Các cõi trời dục giới đó có 6 cõi cũng nằm trong cõi dục. Còn cõi trời sắc giới nó có 18 cõi cũng nằm trong cõi trời sắc giới. Mà cõi trời vô sắc giới nó có gồm có 8 cõi trời vô sắc giới. Đó. Như vậy thì dục giới, sắc giới, vô sắc giới nó là như vậy đó. Chứ đâu phải là mấy anh chị ghép cực lạc ở trong cái cõi trời vô sắc giới nè. Như là không vô biên xứ nè, thức vô biên xứ nè, vô sở hữu xứ nè, phi tưởng phi tưởng xứ nè, ly sanh hỷ lạc nè, định sanh hỷ lạc nè. Thì những cái cõi này là cõi trời của vô sắc giới. Rồi ly hỷ diệu lạc. Nó cái cõi này nó nằm ở trong cõi trời vô sắc giới hết. Như vậy thì trong những cõi trời vô sắc đó ra đâu có chỗ nào gọi là cực lạc hay không đâu. Không có. Không hề có. Ly sanh hỷ lạc địa nè. Ly hỷ diệu lạc địa nè. Định sanh hỷ lạc địa nè. Thì những cái cõi này nó không có. Rồi mới tới là vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, định từ từ lần lên đấy nè, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, nó lần đi lên tuyệt vời vô cùng của cõi trời vô sắc. Đó là cõi trời tứ thiền. Cái cảnh giới cuối cùng khi người ta tiến đến là cảnh giới tứ thiền, đó là phi tưởng phi tưởng xứ định. Không có nói tới cực lạc ở trong đó, không có nói trong đó. Vậy thì quý anh chị tìm hiểu trong tài liệu nào, trong nguồn gốc nào mà lại gọi cực lạc là nằm ở trong tam giới, tôi cũng không hề hiểu nổi. Thành ra cái câu mà anh chị chứng minh là tam giới du an do như quá trạch, câu này có. Nằm trong kinh Phật thì câu này có đó. Vậy thì nghĩa là còn trong sanh tử luân hồi sao giải thoát? Thì nói gì sai. Cực lạc là hoàn toàn không nghe nó cái cõi, một cái chữ sanh tử luân hồi.
thì đừng nói chi có vấn đề luân hồi sanh tử trong đó. Quý vị anh chị nên tìm hiểu, tôi chỉ cho về chúng ta tìm hiểu kỹ nha. Chín cái bộ á gọi là luận trí độ, luận đại trí độ đó, của Bồ Tát Long Thọ, Long Thọ Bồ Tát đó. Kiếm cái bộ là cái bộ, nhớ kỹ nha, cái bộ luận đại trí độ nó gồm có 5 cuốn. Nó gồm có 5 cuốn, cái bộ đó gồm có 5 cuốn. Thì quý anh chị sẽ hiểu như thế nào về cái trí tuệ vô bờ và cái cảnh giới mà mấy anh chị muốn đề cập ở trong luận đại trí độ. Mà học hết 5 cuốn đó rồi thì tôi nghĩ anh chị hiểu thông Phật Pháp lắm đó. Học hết 5 cuốn mà luận đại trí độ đó rồi thì quý anh chị không còn đặt những cái vấn đề mà nó lầm lẫn như vậy nữa. Không còn gọi cực lạc là sanh tử niết bàn nữa. Cái đó thì tôi nói nó quá nhiều đi, sợ anh chị tìm hiểu nó lâu phải không? Thôi bây giờ tôi nói cho nó gọn nè. Về á, mình cố gắng lên mạng, lên Google, chúng ta kiếm cái quyển gọi là A-di-đà kinh, Phật thuyết A-di-đà kinh, rồi cái quyển gọi là Phật thuyết vô lượng thọ kinh, cái quyển gọi là Phật thuyết quán vô lượng thọ kinh. Thì khi mà đọc ba cuốn kinh này rồi đó, anh chị sẽ hiểu cực lạc người ta có niết bàn sanh, người ta có sanh tử luân hồi hay không. Đọc ba cuốn kinh này rồi anh sẽ hiểu liền à, coi cực lạc nó có sanh tử luân hồi hay không. Hoàn toàn không có. Như vậy thì cái không có đó mà mấy anh chị coi là có thì gọi là mình bị nhầm lẫn. Mà nói nhầm lẫn là còn nhẹ đó, gọi là anh chị nghe không? Khẳng định một cách du dơ mù mờ, trong khi đó chưa tìm hiểu kỹ, nghe không? Cái này thì cần phải học, cần phải nghiên cứu kinh điển nhiều hơn mới phân biệt được như thế nào là cảnh giới tam giới, phân biệt được như thế nào là cảnh giới cực lạc, để không hỏi những câu hỏi lầm lẫn như vậy nữa. Mà đã lầm lẫn thì tôi không cần trình bày. Tại vì khi mà Phật giáo Hòa Hảo hướng về cực lạc là ta giải thoát rồi. Giải thoát chứ làm sao gọi là chưa giải thoát được. Mà quý anh chị lầm lẫn giữa tam giới và cực lạc, ghép cực lạc vào trong nhà lửa tam giới, sai. Đã sai rồi thì anh chị đừng để sai hơn nữa. Chúng ta cố gắng nghiên cứu mà học ha. Rồi sau tiếp tục qua những câu hỏi khác. Câu hỏi 29. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy: cõi trời hữu sắc có 6 hành tinh cực lạc. Nước trời cực lạc do Đức Phật A Di Đà cai quản nằm ở hướng Tây. Khi nói Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ là Phật từ cõi trời cực lạc xuống, vậy Ngài là vị Phật tên hiệu là gì? Cai quản nước trời cực lạc nào? À, phải nói rất nhiều lần là quý anh chị cần phải tìm hiểu Phật học để hiểu những cái từ Phật học cho nó thuần một chút. Không bao giờ mà Đức Thích Ca Mâu Ni dạy là cõi trời hữu sắc có 6 hành tinh cực lạc hết trơn á. Không bao giờ thấy cái chuyện này. Có đi chăng nữa là không chừng nằm trong quyền ký quý anh chị đó. Mà tôi nói rồi thì quyền ký này thì đã được các cái nhà thức giả, các cái bậc nghiên cứu Phật học, người ta coi qua người ta thấy nó không phù hợp, nha, không phù hợp thôi. Cho nên vì vậy thì chúng tôi chỉ căn cứ nơi những quyển kinh sách nào có phù hợp. Và có phù hợp thì chúng tôi mới căn cứ. Cho nên vì vậy thì 6 cõi hành tinh cực lạc mà quý anh chị đề cập đó, nó không hề có trong kinh Phật. Mà quý anh chị nói nè, nước trời cực lạc do Đức Phật A Di Đà cai quản làm hướng Tây. Thì cái này thì là quý anh chị đã có coi kinh A Di Đà thì biết là cái cõi cực lạc Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ nha, chứ đừng gọi cai quản, gọi gì nó sai. Mình dùng cái từ cai quản nghe nó phàm phu tục tử quá. Cai quản đó là một cái tài sản của mình, là một cái mảnh đất của mình, là một cái địa hạt của mình mới gọi là cai quản ông ơi. Làm ơn làm phước giùm. Còn cái nước cực lạc người ta là một quốc độ, một quốc độ thanh tịnh, cả một cõi nước như vậy đó. Thành ra Đức Phật Di Đà là giáo chủ cõi cực lạc, chứ mình đừng có dùng cái từ cai quản cõi cực lạc, nghe nó không hợp, nghe nó sai, nghe không? Cho nên vì vậy thì mình nói là Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi cực lạc nằm hướng Tây. Mà quý vị biết hướng Tây đó nó cách xa cái cõi nước mình biết bao nhiêu không? Là 10 muôn ức về cõi Phật đó, nó xa vậy đó. Mà một ức là không biết tính ra bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ cây số nữa. Chứ đừng có nói là diễn giả bao nhiêu triệu cây số là tới cái cõi đó nha. Đừng diễn giả vậy không được. Không có chỗ nào khẳng định là bao nhiêu triệu cây số là tới cực lạc chứ. Mà phải nói đúng là 10 muôn ức cõi Phật. 10 muôn ức cõi Phật. Nói vậy đó. Mà này là không phải tôi nói. Mà là trong kinh A-di-đà như tôi chỉ anh chị nói.
tôi chỉ anh chị học là nói cái chỗ đó đó. Trong kinh Phật Thuyết A Di Đà kinh đó, là Đức Phật A Di Đà nằm là giáo chủ của cõi Cực Lạc hướng Tây, mà hướng Tây cách cõi của mình đến quốc độ Ta Bà mình là 10 muôn ức cõi Phật. Như vậy thì Đức Thầy chúng tôi nói đó, Tây phương Cực Lạc khùng ngòi tòa sen, từ bi ngọn đuốc mới nhen, giả như mở cửa mà then còn cầm. Thành ra quý anh chị căn cứ này chỗ này nè, quý anh chị hỏi, khi Đức Thầy là Phật từ nơi cõi trời Cực Lạc xuống, vậy thì Ngài là Phật hiệu tên gì, cai quản nước trời Cực Lạc nào? Thưa, ở đây Đức Thầy chúng tôi đó đã từng nói như thế này, Tây phương Cực Lạc khùng ngòi tòa sen, vậy thì Ngài là một trong những thánh chúng ở cõi Cực Lạc mà đến đây để mà diễn giả tuyên thuyết cái pháp tu tịnh độ để mà chúng sinh quy đầu về Cực Lạc để mà giải thoát. Cho nên vì vậy thì Ngài, Ngài đã từng nói nè, chưa bao giờ Ngài khẳng định Ngài là một vị Phật tên tuổi gì. Nếu mà khẳng định một vị Phật tên tuổi gì thì quý anh chị hỏi nữa, như vậy thì cái tên tuổi này vị Phật tại sao không nghe nói? Nhưng mà muốn biết Đức Thầy chúng tôi đó tên tuổi là một vị Phật gì thì sau này quý anh chị từ từ ha, có cơ hội rồi cái ngày nào đó một ngày đẹp trời quý anh chị bớt nóng đi, rồi tôi gửi cái quyển giáo lý, à không, không cần gửi đâu, rồi quý anh chị cứ việc lên ở trên Google chúng ta tra. Đức Thầy chúng tôi khiêm tốn lắm cho nên mới dùng cái từ khùng điên, khùng điên, khùng điên. Mà cái chỗ này anh chị bắt lỗi nè, chị bắt lỗi nói kỹ coi trong cái quyển nhất nha, là mấy mươi lần Đức Thầy chúng tôi dùng chữ điên. Ở trong quyển nhì là bao nhiêu lần Đức Thầy chúng tôi khùng, dùng chữ khùng. Thưa quý anh chị, thưa với quý vị có nghiên cứu thì mới thấy không phải như không mà dùng cái từ khùng điên được đâu. Cho nên chúng ta nên nhớ kỹ đó, Đức Phật khi xưa Ngài xưng Ngài là gì? Các cái nhà ngoại đạo người ta gọi là Ngài là Cồ Đàm Gotama. Cồ Đàm Gotama, hay còn gọi là ông Cù Đàm. Các người ngoại đạo đã gọi Đức Phật là ông Cù Đàm đó, tức là một ông tỳ kheo áo vải, ông Sa Môn áo vải bình thường của họ Gotama Thích Ca đó. Ông Sa Môn áo vải của họ Gotama là họ Thích Ca, vậy thì ta gọi ông Đức Phật gọi là ông Cù Đàm. Nhưng mà khi xưa Ngài Khổng Tử đó, Ngài cũng từng xưng Ngài á là cái người đi tuyên thuyết đạo Khổng, đạo là cái thuyết nhân nghĩa của Ngài đó, để chỉ cho cái con người tới mức độ cuối cùng làm sao phải sống ở thế gian này nghĩ mình thiệt thòi hơn người ta, giống như là một người khùng người dại vậy đó. Đạo giả chỉ ư cuồng quyến giả quyến mà, tức là chỉ tới mức độ làm sao hiểu cái đạo, phải biết mình làm đạo, sống nhân nghĩa, hy sinh như người ta, giống như là người ta nghĩ mình khùng. Mà thiệt quý vị, cái người ở trên đời mà sống mà chịu nhân nghĩa thiệt thòi quá, ta nghĩ ông đó ông khùng. Giống như bây giờ trong nhóm 12 anh chị này ha, mình xưng mình là nhân dân làm chủ quốc gia, cái hảo ý ban đầu của mình đó là muốn nói những cái điều nhân dân cần phải nói, nói thay cho nhân dân, ví dụ vậy không? Nhưng mà ngặt đời đó, hảo ý mình tốt vậy đó, cái người ta nghĩ mình khùng. Ui sao như không lên mạng lấy cái danh này chi gì không biết nữa, nhóm này nó sao đó ơi, ta ở ngoài ngoài nha, ta nghĩ như vậy đó. Nhưng mà cái hảo ý ban đầu của mình là gì? Là mình muốn lập kênh nhân dân làm chủ là gì? Tôi nghĩ em đó là mình muốn nói thay cho nhân dân, nhưng mà không biết có nói thay nhân dân hay không. Nhưng mà góc độ chỉ là lên chất vấn chính quyền, lên chất vấn cái tôn giáo khác, để mà cũng dòng do quanh quẩn gì vấn đề mà thiền tông tăng diệu, chứ tôi không có nói thấy nói thay nhân dân cái chuyện gì trơn á. Hoặc giả là như vậy, một con người mà cả đời họ không biết hy sinh cho mình, họ cứ dấn thân ra đường họ làm việc nghĩa, mai chỗ này mốt chỗ kia mà họ không hề lo cho gia đình mình gì chứ, thì đương nhiên những người trong gia đình của họ ta nói ở này bộ ông khùng hay gì á, tối ngày không biết quan tâm vợ con ổng, mà ổng đi đâu ổng lo chuyện bên ngoài không à, mà chuyện gì lo cho người ta không à, thì ta nghĩ ông đó là ông khùng. Con người sống vì lẽ phải, nhân nghĩa, đạo lý thường hay bị người ta gọi là khùng, gọi là điên.
Còn Đức Huỳnh Giáo Chủ chúng tôi xưng Ngài là Hiệu Khùng Điên. Thưa quý vị, nó có những lý do. Cái thứ nhất, Ngài xưng Ngài là Khùng Điên đó là tại vì muốn đánh đổ tâm nghi ngờ của người Pháp đối với Ngài. Tại khi mà thời gian Ngài mở đạo đó, đất nước chúng ta một cổ hai trọng, chịu cái sự áp bức đàn áp của thực dân Pháp. Họ thống trị đất nước của mình, họ lấy nước mình làm thuộc địa. Cho nên những cái chính sách họ đưa ra hà khắc vô cùng. Những người nào mà muốn lập tôn giáo là họ nghi ngờ. Họ tìm cách ngăn cản đủ thứ chuyện để mà họ cấm đoán. Ý là Đức Huỳnh Giáo Chủ xưng cà khùng đó mà họ còn nghi nữa. Họ còn phải dời Ngài chỗ này, mai dời chỗ kia và tìm cách ám hại Ngài. Tìm cách ám hại Ngài. Chứng khùng mà có yên được đâu. Còn huống chi nếu bây giờ khai đạo mà xưng ngang, xưng mình là con của Long Nữ nghe không? Ví dụ vậy nghe. Hoặc giả xưng mình là cái gì đó đặc biệt đó, xưng mà xưng giống dạc vậy đó thì có yên với thực dân Pháp hay không? Có yên hay không? Đương nhiên là không yên đó. Làm sao truyền đạo cho được quý anh chị? Ý là xưng khùng mà còn bị người Pháp còn nghi kỵ vậy đó. Cho nên muốn tránh cái sự nghi kỵ hiềm thù nó quá cao, thành ra Đức Huỳnh Giáo Chủ mới xưng khùng. Cái thứ hai là khi mà Ngài xưng khùng là Ngài muốn đánh đổ cái tâm kiêu mạn của chúng sinh. Bằng chứng là như thế nào? Thông thường người đời đó, người ta ưa được một cái vấn đề gì là người ta tự hào về bản thân lắm. Điển hình là người ta có chút xíu là ta tự hào bản thân. Ta nghĩ rằng mà ta lên ta hỏi 47 câu hỏi này người ta hay lắm. Nhiều người khen người ta, nhiều người ca ngợi người ta, mà tự trong nhóm khen với nhau ta nghĩ gì ta quá giỏi rồi. Ta làm kỹ thuật video cắt ghép vậy là ta quá hay rồi. Thành ra ta tự hào. Ta tính thiên hạ không ai bằng ta được. Ta tự hào. Nhưng mà quý vị thấy một cái người mà được hàng triệu triệu tín đồ quy ngưỡng, được cái bậc thức giả người ta quan tâm, sau này người ta còn viết bài khách quan rất nhiều về một vị giáo chủ có cái sự hy sinh rất nhiều cho quốc gia dân tộc, nghiêng hai vai gánh nặng non sông, vớt trăm họ lầm than bể khổ, vậy câu này có khùng không? Đương nhiên không có khùng. Nhưng mà Ngài xưng khùng là để cho những cái người nào mà tự xưng kìa, những cái người nào mà thấy mình còn phàm phu tục tử mà dội lớn lối xưng hô, phải nghĩ rằng đã hy sinh gắn bó nhiều như Ngài vậy đó, đã có công lao với đạo Pháp dân tộc nhiều như giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo vậy đó mà còn xưng khùng kìa, hà tất vì mình. Và những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải nhắc mình, thầy mình đó cao siêu vậy đó mà thầy mình còn phải xưng khùng xưng điếm. Còn tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ai mà tự hào, ai mà có cái tâm kiêu mạn thì phải hạ xuống. Phải hạ xuống, đừng có kiêu mạn. Nhìn thầy mình mà học hỏi. Đó vậy đó quý anh chị, thành ra thầy chúng tôi mới xưng khùng. Và cái thứ tư nữa là thầy chúng tôi xưng khùng xưng điên là hiển minh Ngài là cái bậc cao siêu, vô ngã. Hiển minh Ngài là bậc cao siêu, tức là cái bậc cao siêu người ta mới xưng đó là khùng. Cho nên Đức Phật xưng Ngài là Ngài Cù Đàm đó. Chính là một vị áo giải sa di, sa môn bình thường mà là họ Thích Ca. Quý vị thấy không? Từ những cái xưng cao siêu bình thường như vậy đó mà nó trở thành cao siêu. Mà coi chừng mình xưng mình quá cao siêu nó trở lại bình thường. Từ những cái bình thường nhỏ nhặt xưng như vậy, xưng khùng xưng điên như vậy đó, mà nó lại là cao siêu. Cao siêu đến mức độ mà những lời nói Ngài cao siêu, hành động Ngài cao siêu, giáo lý đạo pháp của Ngài cao siêu. Cho nên cái cao siêu đó đó, người thông thường học qua mới thấy, người thông thường nghiên cứu mới thấy, mới biết. Chứ không phải như không, không biết được đâu. Cho nên xưng khùng là hiển minh Ngài là bậc cao siêu. Cái thứ hai, Ngài là bậc vô ngã. Đã là khùng nó điên rồi, thành ra chúng sinh nói như thế nào, cái ngã chấp của Ngài không còn, cái pháp chấp Ngài cũng không. Thành ra xưng khùng xưng điên tức là hiển minh Ngài là bậc vô ngã. Mà tôi cũng nói thẳng luôn á, quý anh chị gọi tên Đức Thầy chúng tôi là Quỳnh này Quỳnh kia đó, Đức Thầy chúng tôi không buồn quý vị đâu, mà Thầy cũng không để ý quý vị kêu là gì nữa. Nhưng mà cái mà chúng tôi muốn nhắc đến là quý anh chị kêu vậy đó là quý anh chị thiếu khiếm nhã thôi, chứ Thầy chúng tôi không ảnh hưởng gì cả. Quý vị muốn, quý vị gọi vậy đó Thầy tôi không ảnh hưởng gì chứ á. Nhưng mà mình là cái người thế gian, mình gọi giáo chủ tôn giáo vậy, kêu tên vậy nó không hợp, thành ra chúng tôi mới nhắc nhở anh chị thôi. Nhắc nhở là nhắc chị, kêu chị, quý anh chị kêu cho đúng, danh xưng cho đúng, chuẩn mực đàng hoàng. Mình là người có lễ độ, có học thức thì gọi danh xưng cho đúng.
nhắc nhở là vậy thôi, chứ quý vị gọi tên thầy tôi ngại không buồn quý vị, không hề buồn. Cho nên đức thầy chúng tôi hiển minh bực vô ngã, thành ra ngài mới xưng khùng xưng điên. Thành ra đưa ra sẵn đây tôi xin nói cái vụ thắc mắc đó, có một số người đặt vấn đề tại sao thầy tôi lại xưng khùng xưng điên đó, đưa ra video vậy đó ha, cho biết luôn nha. Còn cái vấn đề mà quý anh chị hỏi nè, ngài là Phật ở cõi trời cực lạc nào? Thưa ngài là ở cõi trời cực lạc nào xuống? Thì ở trong cõi cực lạc nó chỉ có một thôi, tức là cực lạc Đức Phật A Di Đà. Thì ngài từ nơi cõi Đức Phật A Di Đà xuống chứ đâu đó. Mà cai quản nước trời cực lạc nào? Nó chỉ có một cõi trời cực lạc của Đức Phật A Di Đà là giáo chủ thôi, còn ai là cai quản được bây giờ? Thành ra tôi đã nói quý anh chị dùng cái từ cai quản là sai rồi. Thành ra thầy chúng tôi là một thánh chúng, là một vị gọi là bổ sứ Bồ Tát ở trong cõi trời cực lạc đó. Chứng quả vị học xong giáo pháp rồi mới trở lại cõi ta bà này để mà độ hóa chúng sinh về cực lạc. Mà đã là bổ sứ Bồ Tát ở bên cực lạc thì nó vô số bổ sứ Bồ Tát, vô lượng vô biên, nhiều như là các sông Hằng, thì đâu có biết hết danh hiệu, đâu biết hết danh hiệu. Mà ngài lại không xưng danh hiệu, bằng chứng ngài nói nè: dưng lịnh Phật tôn chưa hiểu danh, ngặt gì pháp luật khó phân rành. Hiện tại bây giờ thì ngài chưa có xưng ngài là hiểu gì, vì cái môi trường pháp luật thời pháp thời đó đã xưng là không có được. Và bây giờ cũng vậy, ai ra đời mà xưng kiểu này kiểu kia là coi chừng tầm bậy. Cái danh đó đó, cái xưng đó đó là tầm bậy. Nhưng mà khi mà người ta tìm hiểu mình, tự động ta biết mình là ai liền. Giống như bây giờ chúng ta tu theo đạo Phật, chúng ta tu rồi học giáo pháp, tự nhiên chúng ta khẳng định ngài là Phật đó. Còn tu theo Phật giáo Hòa Hảo, tự động vào trong này tu đi, vào trong đạo tu đi, sau này sẽ biết đức thầy là ai liền, chứ ngài không có xưng. Bây giờ bên chị hỏi tôi danh hiệu nào đó, thì tại vì đức thầy chúng tôi có nói danh hiệu của ngài đâu mà chúng tôi nói được nghe. Cho nên chúng tôi không trả lời chỗ này. Muốn biết ngài là xưng danh hiệu gì, Bồ Tát bổ sứ gì, thì tu đi, cố gắng tìm hiểu Phật giáo Hòa Hảo lâu ngày đi, tự động biết nghe. Thôi xin qua câu hỏi khác. Câu hỏi 30. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy đường kính tam giới là 10 tỷ km. Vậy vòng hoàng đạo ba, nơi có 6 hành tinh cực lạc, cách trái đất bao nhiêu km? Ngài Huỳnh Phú Sổ đi bằng phương tiện gì để đến đây? Ông Ngạc ơi, sao nghe cái vụ này lạ mấy cha. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy đường kính tam giới là 10 tỷ km. Chỗ nào dạy mấy ông? Tôi nói cái câu hỏi 30 này sao nó lạ lùng. Anh em mình sẵn đây tôi hỏi trên video này luôn. Tôi hỏi hết những người mà có trình độ nghiên cứu Phật học đó nghe. Từ nơi giáo sư, tiến sĩ Phật học, từ trong nước cho tới ngoài nước, quý vị học nhiều hơn tôi, là những giáo sư, tiến sĩ Phật học đó, quý vị có biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy đường kính tam giới 10 tỷ km chưa? Có biết chỗ này chưa? Nếu biết thì tôi nhờ những vị giáo sư, tiến sĩ tôi giải thích giùm tôi, chứ tôi quá lú lẫn. Tôi không hiểu tại sao nó có cái vấn đề mà đường kính tam giới tới 10 tỷ km này ở đâu ra vậy? Ở đâu ra? Dòng tuần hoàn đạo ba này có đường, có 6 cái hành tinh cực lạc, cách trái đất nó bao nhiêu km? Xin không? Dòng tuần hoàn đạo ba, dòng hoàng đạo ba. Mấy anh chị mường tượng ở trong quyền ký đó, lại mường tượng tam giới là một cái dòng tuần hoàn. Tôi hiểu là vậy đó. Học cái giáo thuyết mà cái vụ mà đường kính tam giới 10 tỷ km này cũng ở trong quyền ký mà ra đó chứ đâu. Ở trong quyền ký của anh chị là mường tượng. Ở trong đó nói một cách mường tượng thôi. Là cái tam giới này là nó dòng tuần hoàn, phải không? Dục giới, sắc giới, dục giới nó là dòng tuần hoàn. Không. Ở trong đạo Phật khẳng định tam giới nó là ba cái cấp bậc. Tam giới là ba cấp bậc. Dục giới là cấp thấp, mà sắc giới là cấp vừa vừa, mà vô sắc giới là cấp cao nhất của tam giới. Nó là ba cấp bậc rõ ràng, nó như cái nấc thang ba cấp, chứ không phải tam giới là một cái dòng tuần hoàn. Đó là trong đạo Phật khẳng định nó là ba cấp hẳn hồi. Ba cấp hẳn hồi đi từ thấp cho tới cao, chứ không phải nó là một cái dòng tuần hoàn. Trong Phật học định nghĩa như vậy đó. Nhưng mà cái chuyện mà anh chị cho rằng đường kính tam giới, thành ra chỉ có vòng tròn mới có đường kính tam giới,
vòng tròn mới có đường kính đó. Đường kính mà mình gọi theo cái cách mà từ ngữ thông thường dễ hiểu nó là cái bề hoành đó, cái bề tròn ta gọi đường kính. Như vậy thì cái bề tròn tam giới là 10 tỷ km chứ không, ai mà lấy số đo này ra được là chèn. Cái số đo này ông nào đứng ra đo, cái cô nào đứng ra đo, cái bác nào đứng ra đo vậy mà có 10 tỷ km, tôi không hiểu. Không hiểu luôn á. Mà lại khẳng định là có 6 cõi hành tinh cực lạc, cách trái đất bao nhiêu km. Dòng hoàng đạo 3 thì có 6 cõi hành tinh cực lạc vậy đó. Cái dòng hoàng đạo 3, dòng đó là cái dòng gì? Tôi không hiểu. Bây giờ cái câu này muốn cho tôi trả lời để quý anh chị tìm một tài liệu nào xác đáng ở trong Phật học. Nha. Muốn tôi trả lời câu hỏi số 30 này nè, tôi xin nói lại nè. Tôi không trả lời dựa trên quyền ký của quý anh chị. Tôi nói thẳng. Tôi không trả lời dựa trên quyền ký của mấy anh chị đâu. Mà tôi trả lời tôi dựa trên căn cứ Phật học. Tôi trả lời tôi dựa trên kinh điển. Tôi trả lời tôi dựa trên kinh sách. Như vậy thì bây giờ mấy anh chị khi nào mà tìm được cái quyển tài liệu nào mà nó ngoài quyền ký đó, nó ngoài quyền ký của anh chị đó nha, mà nói rằng cực lạc nó có 10 tỷ km bề tròn, à, cái tam giới chứ, tam giới này nó có cái đường kính là 10 tỷ km bề tròn, bề hoành. Rồi cái dòng hoàng đạo 3 đó, nó có 6 cõi hành tinh cực lạc ở trên trái đất, cách trái đất bao nhiêu km. Đức Quỳnh Phú đi bằng cái phương tiện gì đến đây. Thì khi nào quý anh chị tìm được một cái tài liệu nào đó trong Phật học mà có cơ sở, có xác đáng, có được chứng minh, được nhiều người công nhận, đưa ra là có nói rằng tam giới là đường kính 10 tỷ km thì hãy đặt câu hỏi này. Còn bằng như mình không có cơ sở, mình chỉ dựa quyền ký à, mà quyền ký của mình chắc gì là đưa ra thế giới người ta công nhận. Quyền ký mình chắc gì đưa ra thế giới đã công nhận đâu. Mà mình lại nói vậy. Không bao giờ có chuyện đó. Không bao giờ có chuyện đó nha. Cho nên vì vậy câu hỏi 30 này tôi không trả lời. Khẳng định tôi không trả lời. Bằng chứng tại sao tôi không trả lời là tại vì quý anh chị căn cứ vào cái quyền ký mấy anh chị mà hỏi. Mà tôi nói rồi là quyền ký là tôi không có coi. Quyền ký là tôi không có xem. Cho nên vì vậy đó. Thành ra cái chỗ quyền ký tôi không coi, tôi không xem, tôi không biết đó. Và tôi không cần để coi đó. Tôi nói thẳng tôi không cần để coi đó. Thì 10 tỷ km mà tính theo cái đường kính tam giới này tôi không hề quan tâm. Mà cái dòng hoàng đạo số 3 này ở cực lạc đó, ở có 6 cõi hành tinh cực lạc đó, ở dòng hoàng đạo số 3 này tôi cũng không hề quan tâm. Tại vì nó không có trong kinh Phật. Nó không có trong tài liệu Phật học. Và nó chẳng có trong một cái sách khoa học nào cả. Khoa học diễn giả, khoa học về vũ trụ hành tinh, nó cũng chẳng hề có trong sách khoa học vũ trụ hành tinh nào mà nói cực lạc có 6 cõi ở trong hoàng đạo 3 cả. Tìm hiểu khoa học hành tinh không có cái vũ này. Thành ra về khoa học thì không có, về Phật học thì lại không. Thành ra tôi không trả lời. Tôi không trả lời. Và tôi cũng nhắn gửi với anh chị mai mốt có hỏi tôi, cũng mong rằng đừng hỏi nhiều quá lu bu lắm nha. Mai mốt trước khi mình muốn hỏi một cái người nào, một cái tôn giáo nào, thì mình làm ơn làm phước, mình học nhiều tài liệu kinh điển á, mình căn cứ những cái ngoài quyền ký của mình á, mình hỏi người ta. Chứ mất cái gì là mình lại áp đặt người ta ở trong quyền ký của mình. Mình lấy cái chủ thuyết quyền ký của mình hỏi người ta làm chi vậy? Hỏi người ta làm chi vậy? Nó giống như đồ trong nhà của mình mà người ta không cần xài, mà mình cứ đem ra ngoài chợ mình bán à, nhóm người ta mua không? Người ta không mua. Bởi vì cái đồ này tao không cần xài, nhớ tao mua làm gì? Mình áp đặt ra đâu được. Anh chị cứ lấy gì đi, không lấy gì à, coi chừng tôi à, gì chứ gì. Thành ra mình thua lỗ. Cái đồ tao không cần xài, mà tao không mua nó, mình ép người ta đem về nhà người ta chi vậy? Đem về nhà người ta để chặt chỗ. Không thể áp đặt người ta theo cái ý của mình được. Nên nhớ kỹ vấn đề này. Thành ra không thể áp đặt người ta trong quyền ký của mình, lấy cái thuyết quyền ký của mình ra mà hỏi người ta. Không được. Muốn hỏi người ta thì hỏi ở trong Phật học á, hỏi trong khoa học. Nhưng mà tôi xin nói á, nói hỏi khoa học anh chị hỏi nữa, tôi xin nói là tôi không rành nhiều khoa học, mà Phật học thì tôi cũng chẳng có biết nhiều đâu. Tôi chỉ biết cơ bản vài ba điều như vậy đó, đủ để tôi nghiên cứu, tôi tu học thôi. Mà cái biết của tôi là biết trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo á,
biết giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Ngày 51 có hỏi, mình dán mình coi giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, rồi mình lấy giáo lý Phật giáo Hòa Hảo ra hỏi những người Phật giáo Hòa Hảo thì người ta trả lời cho mình nghe. Thấy không? Lấy giáo lý Phật giáo Hòa Hảo mà hỏi những người trong Phật giáo Hòa Hảo ta trả lời cho mình nghe. Mà lấy giáo lý Phật giáo họ Hòa Hảo mà hỏi những người trong Phật giáo Hòa Hảo mà phải hỏi khiêm, một cách khiêm tốn, một cách chân thành. Không được hỏi thiên cơ, không được hỏi thời cuộc, không được hỏi chính trị, mà hỏi ý nghĩa tu hành trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo dạy, người ta giải cho mình nghe. Làm ơn làm phước hỏi mấy cái đó dùm cái. Chứ chi mà áp đặt người ta trong quyền ký của mình rồi đưa ra câu hỏi số 30. Không có chỗ nào căn cứ dựa dẫm. Làm sao trả lời? Thôi, câu hỏi số 3 này, 30 này tôi không cần trả lời. Nhắn gửi của anh chị, không nên áp đặt quyền ký của mình mà hỏi cho người ta nhiêu đó thôi. Rồi, xin cho qua. Vậy thì bây giờ bữa nay thì chúng ta lại tiếp tục làm việc thêm 10 câu nữa là được 30 câu. Tại vì 47 câu nó dài quá đi quý vị ơi. Mà nếu mà ngồi mà trả lời một cái một tôi không có sức khỏe thì trả lời đâu. Mình suy nghĩ mấy anh chị này hay lắm á. Bởi vì nhiều người họ soạn câu hỏi mà nhờ để cho 12 người hỏi mà. Mà chỉ một người trả lời thì làm sao mà trả lời cho hết được. Không có thời gian. Công sức không có. Cho nên một lần nào rảnh thì tôi làm 10 câu, lần nào rảnh tôi làm 10 câu. Và cái 10 câu tôi trả lời thì cái câu nào từ từ cái phần thứ 3 này về sau. Có những câu nó cũng giống như những câu hỏi 30 này đó thì tôi cũng không cần trả lời. Tại vì quý anh chị cứ áp đặt quyền ký mà hỏi hoài hay làm sao phải trả lời. Mà ta đâu coi quyền ký của quý anh chị đâu. Như vậy thì từ phần 3 này trở về sau nó có những câu hỏi mà tôi chỉ đọc lại. Và tôi mong quý anh chị khép những câu hỏi lại đừng nên hỏi. Tại sao? Tại nó nằm trong quyền ký quý anh chị, đừng móc ra hỏi người ta. Mình tự học cách của mình đi. Còn muốn hỏi người ta là lấy giáo lý của Đức Phật hỏi. Lấy giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hỏi người ta. Thì xin cảm ơn tất cả quý đồng đạo đã có để tâm nghiên cứu và tìm hiểu qua vấn đề này. Nhưng mà tôi cũng xin nhắn gửi quý đồng đạo, chúng ta đừng nên quá nao núng. Thật sự nếu nói về lịch sử Phật giáo Hòa Hảo chúng ta đó, thì đạo của mình đã trải qua nhiều cơn sóng gió rồi. Mà khi mà Đức Thầy chúng ta chưa vắng mặt thì Ngài đã cũng vững tay chèo rồi. Ngài vững tay chèo. Dù cho gặp lắm hùm beo, thầy mình nói ha, từ bi dẫn niệm quyết leo khỏi rừng, thầy mình đã công nhận điều đó. Cho dù có hùm, có beo, có rừng, có bụi, thầy chúng ta cũng vẫn giữ cái tinh thần từ bi đó mà từ từ vượt qua. Thầy mình nhắc mình là như vậy đó. Thấy biển khổ đau an lòng đặng, cho nên thầy mình mới xông thuyền ra cứu vớt sanh linh. Mà đã xông thuyền ra biển thì đương nhiên bị sóng dùi, bị gió dập đó, thầy mình cũng không hề nản chí. Lịch sử đã khẳng định đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta chịu rất nhiều gian nan. Cho nên cái chuyện này thì nó cũng nằm trong, như tôi nói đó, nằm trong những cái lượng sóng nhấp nhô ở trên cái biển khổ trần gian này mà Đức Thầy chúng ta lèo lái con thuyền đạo đức. Mình đã vượt qua được những cái làn sóng trước thì làn sóng này thì tôi tin tưởng rằng chúng ta cũng vượt qua được thôi. Chúng ta cũng vượt qua được thôi. Và đồng đạo chúng ta cũng vậy đó. Lúc này thì cần nên khắc chặt nhiều hơn nữa tinh thần thương yêu lẫn nhau. Tôi nói rất nhiều về chuyện này nhé. Lần nào tôi cũng nói chuyện này. Chúng ta cần phải khắc chặt nhiều hơn nữa về tinh thần thương yêu lẫn nhau như con một cha. Dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Chứ chúng ta đừng nên gây cái sự hiểu lầm lẫn nhau nữa để rồi chúng ta làm những cái chuyện khác. Thấy không? Ở bên ngoài người ta đã kích mình chưa đủ hay sao? Mà trong đạo của mình lại lấy quay chuyện này chuyện kia. Phải không? Thì ra chúng ta cố gắng khắc chặt nhiều hơn nữa tinh thần thương yêu lẫn nhau. Còn như quý vị mà muốn ý kiến riêng với tôi đó. Ý kiến riêng với tôi. Nhắc nhở tôi hay là ra la rầy cho tôi cũng được. Quý đồng đạo mà muốn nhắc nhở hay la rầy cho tôi cũng được nha. Tôi sẵn sàng tiếp thu ý kiến đó. La rầy cũng được, nhắc nhở cũng được. Tôi lắng nghe, tôi cầu thị. Và nếu mà la rầy thì tôi chỉ biết đau lòng mà tôi đón nhận thôi. Tại sự việc xảy ra đó, quý vị hãy suy nghĩ kỹ đi. Tôi làm việc này là vì lên tiếng cho đạo, vì giải quyết thắc mắc cho những người ngoài hiểu lầm về đạo của mình. Chứ tôi đâu có phải làm việc cho riêng tôi. Và anh em đồng đạo của mình nếu như muốn la rầy ý kiến cho tôi thì bây giờ là sẵn đây là số điện thoại tôi đọc lại một lần nữa nha.
quý anh chị mình nhớ, đồng đạo mình nhớ, thí dụ muốn nhắc nhở ý kiến gì đó thì gọi nói chuyện với tôi. Nếu như là cầu thị ý kiến chân thành thì tôi tiếp nhận một cách rất chân thành. Còn quý vị muốn rầy la tôi thì tôi cũng cam lòng mà nhận chịu. Đây, số điện thoại nhớ. Số điện thoại này là tôi xài là 20 mấy năm rồi, không có thay đổi. 081 300 9944. Đó là số điện thoại của tôi, rồi đồng đạo mình đó. Có muốn ý kiến hay gì đó thì cứ việc gọi tôi mà ý kiến, tôi cảm ơn nhiều lắm chứ đâu nè. Cảm ơn nhiều lắm. Vậy thì giờ đây xin được phép dứt lời. Kính chúc tất cả quý đồng đạo chúng ta được an ổn trong giáo pháp, yên vui trong tình thương hòa hảo, và cố gắng chúng ta tiến đến con đường là cái con đường đó là con đường gì? Con đường tâm ta chẳng còn sao động, trí ta tỏ rạng như trăng rằm, một màu sáng suốt, không nhiễm ô cảnh ngoại, dứt tuyệt hết các sự phàm trần, lần bước đi đến cõi giải thoát. Tôi muốn nói rằng con đường đó là con đường chánh định. Chúc tất cả đồng đạo chúng ta đạt được chánh định. Xin chân thành cảm ơn. Xin kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.